Lưu ý trước khi xem chuyện. Đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh. Mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Rắc rắc. Vô số những đường nứt mảnh nhanh chóng tỏa ra từ chỗ tưởng hạo đứng. Những tảng đá xanh cũng nhanh chóng trở nên vàng vọt giống như bị thời gian xâm thực vậy. Hoang kình, sức mạnh đặc biệt nhất của hoang điện cũng là đặc trưng của đệ tử hoang điện là một trong bốn đại đệ tử thân truyền hoang điện. Tưởng Hạo đã tu luyện hoang quyết đến tầng thứ bảy mức độ hung hãn của nó không biết hơn đồng xuyên trước đây bao nhiêu lần lâm động đứng trên thiết ấn ánh mắt có phần ngương trọng nhìn tưởng hạo long thủ màu xanh chầm chậm nắm chặt sức mạnh hùng hồn nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi hoang đao tưởng hạo ngẩng lên nhìn lâm động giọng nói lạnh lùng phát ra rồi cây đại đao trong tay hắn bỗng thu lại kim quang thân đao nhanh chóng lan ra rất nhiều vết hoa văn nứt này lúc ấy sức mạnh của cây đao không những không giảm đi mà ngược lại khiến người ta phải lạnh sống lưng hoang đao một loại vũ kỹ chủ tu bắt buộc của đệ tử hoàng điện có được lực phá hoại của hoang kình lực sát thương sẽ cực kỳ kinh người khi giao đấu với đồng xuyên lâm động đã từng được lãnh giáo qua nhưng lúc này hiển nhiên là hoang đao của tưởng hạo lợi hại hơn nhiều soạt hoang đao ngưng tụ tưởng hạo bỗng bước ra một bước vung đao chém xuống không khí trước mặt bỗng chốc trở nên mèo mó một đạo đao quang màu xám rạch ngang không khí với một tốc độ kinh hồn ập về phía lâm động đao quang ngày một đến gần lâm động ánh mắt hắn bỗng chốc sắc lạnh hắn không hề có ý định tránh né công kích mà dẫm lên thiết ấn lao thẳng ra trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh trên người lâm động thanh quang bỗng chốc bùng phát dường như hóa thành hư ảnh một cự long khổng lồ phía sau hắn thanh thế rất kinh người cự long khổng lồ cuộn tròn phía sau lưng lâm động hắn nắm hai tay lại lớp long lân trên hai cánh tay phát ra một thứ năng lượng đáng sợ thanh quang với sức mạnh có thể khiến một ngọn núi vỡ tan bắn xuống từ trên trời cuối cùng đâm thẳng vào đao quang bùm âm thanh kinh người vang lên tạo thành một đợt sóng sức mạnh tựa cuồng phong sắc mặt tưởng hạo tối sầm lại khi nhìn cảnh tượng đó ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc một đao vừa rồi của hắn đủ để phá tan lớp phòng ngự của cường giả lục nguyên niết bàn thế nhưng lại bị lâm động chặn đứng Vút! lúc ấy một tiếng gió rít bỗng vang lên từ trên không trung quang ảnh như bắn ra từ thanh quang lóe lên một cái rồi xuất hiện phía trên đầu tường hạo lâm động không hề thi triển bất cứ loại vũ kỹ nào công kích cũng không chút hoa mỹ nhưng trước sự điều khiển của long thủ màu xanh sức mạnh thuần túy đã che giấu được hết mọi sơ hở khi hai cánh tay lâm động biến thành long thủ màu xanh sức mạnh đó đủ để phá vỡ niết bàn kim thân của cường giả lục nguyên niết bàn sức mạnh thật lớn Tưởng Hạo cũng cảm nhận được sức mạnh trong nắm đấm của Lâm Động, lúc này hắn mới hiểu nhục thể của Lâm Động cứng cáp đến mức nào. Hoang võng, tuy công kích của Lâm Động mạnh mẽ nhưng Tưởng Hạo cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn nhếch mép cười, hai tay hợp lại rồi răng ra, vô số đường tơ màu xám bắt ra từ đầu ngón tay hắn biến thành một tấm lưới khổng lồ trùm xuống Lâm Động. Lâm Động đấm lên tấm lưới, nhưng không thể đánh tan nó, sức mạnh to lớn như chìm xuống vũng bùn, có cảm giác như đấm lên một cái bị bông vậy, điều này khiến Lâm Động cho mày một cái. Khi Lâm Động đánh lên tấm lưới, nó cũng lập tức quấn lấy Lâm Động hắn thật sơ xuất, bị hoang võng quấn vào muốn thoát ra không dễ đâu. Tiếp theo có lẽ hắn sẽ thành tấm đệm thịt cho Tưởng Hạo tấn công rồi. Ba người bàng thống thấy vậy lập tức nhướng mày, bọn họ nắm quá rõ về vũ khí hoang điện, đương nhiên biết hoang võng ngưng tụ từ hoang kình khó đối phó thế nào. Lâm động sư đệ, đây chính là khoảng cách giữa ngươi và ta. Tưởng Hạo hơi nhếch môi lên, rồi ánh mắt ngưng động, những luồng khí xám bao quanh bàn tay, từng đường hoa văn xuất hiện đồng thời tỏa ra một luồng sức mạnh kinh người. Kim Châu đại hoang trưởng. Tưởng Hạo không chút do dự, lật tay tung ra một trường hung hãn, không khí bùng nổ gây ra vô số những tiếng kêu đinh tai. Tưởng Hạo ra tay rất nhanh, trường phong chỉ chớp mắt đã tiến tới chỗ Lâm Động đang bị hoang võng quấn chặt. Nếu chúng đòn, chắc chắn Lâm Động sẽ bị thương. Lâm Động sau một lúc vùng vẫy cũng nhận ra hoang võng khó đối phó, nhưng ánh mắt không hề hiện vẻ kinh hoàng. Hắn nhìn trường phong của Tưởng Hạo rồi hít sâu một hơi. Trong đan điền, hoang trùng to cỡ nắm tay cũng bắt đầu rung lên dữ dội, từng đợt hoang kình thuận theo kinh mạch trào dâng lên. Rồi tất cả mọi người cùng nhìn thấy, Lâm Động lại nhấc long thủ của mình lên, chỉ có điều lần này thanh quang đã biến mất một cách quỷ dị, rồi những đường hoa văn nứt nẻ dần lan ra. Đây là Hoang Kình. Những đệ tử thân truyền ở gần nhất, đồng tử đều co rút lại, sức mạnh đó chính là Hoang Kình, Lâm động đã tu luyện được Hoang Kình rồi. Sao có thể như thế? Đồng xuyên ở cách đó không xa cũng phải há hốc miệng. Hắn nhớ rất rõ ràng, năm ngày trước đây Lâm động căn bản không biết Hoang Kình là cái gì, sao giờ có thể tu luyện được? Lẽ nào hắn tu luyện được chỉ trong năm ngày vừa qua? Nghĩ đến đây, da mặt hắn co giật. Muốn tu luyện được hoang kình này ít nhất cũng phải ngưng tụ được hoang trùng, lẽ nào Lâm Động chỉ trong năm ngày này đã ngưng tụ thành công. Xung quanh quảng trường vang lên những tiếng xôn xao, nhưng Lâm Động không để tâm, cánh tay hắn dần hiện lên những vết nứt này, ánh mắt lạnh lùng, rồi tung ra một quyền. Quyền phong trước tiên đánh lên hoang võng đang trùng quanh thân thể hắn, trước sức mạnh đáng sợ ấy, hoang võng rung lên dữ dội, rồi chỉ giữ được trong chốc lát là nổ tung. Vào khoảnh khắc hoang võng nổ tung, trường phong của Tưởng Hạo cũng tới, đâm sầm vào long thủ màu xanh của Lâm Động làn sóng năng lượng kinh người bùng phát, mặt đất xung quanh bị nứt toác ra, đất đá bay tứ tung, rồi hai đạo thân ảnh cùng bắn ngược ra sau, chân điểm lên mặt đất mười mấy bước mới loạn trọn dừng lại được. Sự đối đầu không chút hoa mỹ này, hai người lại không ai giành được lợi thế. Quảng trường có chút yên lặng, tất cả đang nín thở để chứng kiến trận giao chiến hung hãn dị thường. Khi hai người cùng bị bật lùi về sau, không ít người phải hít vào một hơi khí lạnh. Thậm chí vẻ mặt ba người bàng thống cũng có phần chấn động, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ Lâm Động có thể kháng cự ngang hàng với Tưởng Hạo như vậy tuy tưởng hạo vẫn chưa dùng đến chiêu thức mạnh nhất của mình nhưng dù sao tu vi nguyên lực của hắn cũng hơn lâm động những hai tầng trên thạch tọa trần chân, chân và ngộ đạo nhìn cảnh đó ánh mắt cũng ánh lên dị quang quán quân của bách triều đại chiến quả nhiên danh bất hư truyền sắc mặt tưởng hạo lúc này hoàn toàn trở nên nặng nề nếu trước đó hắn còn coi thường lâm động thì giờ đã bắt đầu coi lâm động là đối thủ cùng đẳng cấp lâm động mím môi bàn tay nắm lại thanh quang trên cánh tay lấp lánh không ngừng hóa giải cảm giác tê dại cú va chạm vừa rồi nếu không phải nhờ nhục thể cứng cáp tu luyện từ thanh thanh hóa long quyết thì chắc chắn lâm động hắn sẽ bị thọ thương nếu ngươi tiếp được chiêu tiếp theo của ta thì ta sẽ đồng ý ngươi trở thành đại đệ tử thân truyền sắc mặt tưởng hạo ngưng trọng chân bước ra hai tay chậm chậm tạo ấn kết kỳ dị ánh sáng màu xám tràn ra từ cơ thể hắn lấp lánh như những đốm sao đại tinh cương quyền khi nhìn thấy thủ ấn của hắn sắc mặt ba người bọn bàng thống thậm chí cả trần chân và ngộ đạo đều thay đổi hiển nhiên bọn họ nhận ra vũ kỹ mà tưởng hạo sắp thi triển một trong tứ đại vũ kỹ sao Lâm Động hít sâu một hơi, hắn cũng đã biết đến vũ khí trên bốn tấm bia đá, đương nhiên nhận ra thủ ấn của Tưởng Hạo. Sắc mặt hắn dần trở nên nặng nề, rồi chầm chậm dùng ngón tay chạm lên trán. Ở đó có một đạo ánh sáng xám quỷ dị bắt đầu lóe sáng. Trên thạch tọa, Trần Chân và Ngộ Đạo nhìn thấy vậy đều khựng người lại, rồi như nhớ đến điều gì, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, giọng nói khàn đặc bất giác phát ra. Chẳng lẽ lại là? Trên quảng trường, hai mắt Lâm Động nhắm hờ, đối mặt với công kích hung hãn như vậy của Tưởng Hạo nhưng sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, hơn nữa xung quanh hắn cũng không xuất hiện sức mạnh nào đặc biệt dáng vẻ đó khiến không ít người phải cho mày Đoàn công kích này của tưởng hạo không đơn giản chút nào dù cùng là cường giả thất nguyên niết bàn nhưng nếu không có thủ đoạn cường hãn thì cũng rất khó chống đỡ được khi mọi người đang xì xào bàn tán thì ánh sáng xám nơi chán lâm động phập phòng bất định như có thứ gì sắp sinh ra từ đó ầm ầm ngược lại với sự yên tĩnh chỗ lâm động chỗ tưởng hạo hiện giờ vô cùng náo nhiệt vô số những luồng nguyên lực kinh người đem theo hoang kình trào dâng từ cơ thể hắn ánh sáng màu xám bùng phát từ cơ thể tưởng hạo rồi dần ngưng tụ ở trên không trung trước mặt hắn thành một ngôi sao màu xám lớn cỡ một trượng. Hình dạng ngôi sao này không có quy tắc gì hết, bề mặt lồi lồi lõm lõm, nhưng tỏa ra thứ sức năng lượng khiến cho không gian như như cũng bị méo mó. Xung quanh quảng trường, sắc mặt của bọn bàng thống cũng phải trở nên nặng nề. Các đệ tử thân truyền khác thì ánh mắt càng chấn kinh. Trước sức mạnh này, bọn họ biết nếu là bọn họ thì chắc chắn không có khả năng phản kháng. Không hổ là đại đệ tử thân truyền. Không ít đệ tử thầm cảm thán tưởng hạo trở thành một trong bốn đại đệ tử thân truyền đúng là có bản lĩnh hơn người đại tinh cương quyền là một trong tứ đại vũ kỹ cả hoang điện chỉ có bốn người bọn họ là tu luyện thành công mà thôi lâm động sư huynh không hay rồi đồng thời một số người cũng không kìm được nhìn về phía lâm động đột nhiên lại yên tĩnh đứng ở đằng kia tuy hành động của lâm động khiến bọn họ thấy quái dị nhưng trước công kích đáng sợ này của tưởng hạo bọn họ thực sự không tin lâm động hiện giờ có thể chống lại được có thể bọn họ không phủ nhận thiên phú của lâm động chỉ trong chưa đến một tháng vào hoang điện mà có thể khiêu chiến tưởng hạo một trong bốn đại đệ tử thân truyền lại còn khiến đối phương phải thi triển ra đại tinh cương quyền bản lĩnh đó có lẽ ngoài bốn đại đệ tử thân truyền ra cũng chỉ còn có lâm động mà thôi muốn một chiêu phân thắng bại bàng thống lẩm bẩm rồi ánh mắt bỗng chuyển sang hai người trần chân trên thạch tọa rồi bỗng khựng người khi phát hiện sự kinh ngạc đến cực điểm trên gương mặt hai người đó thấy vậy tim bàng thống bỗng nhiên đập nhanh chẳng lẽ lại là trần chân không thốt ra hết câu ánh mắt sững sờ nhìn lâm động lúc này ánh mắt không ngừng biến ảo nhanh chóng không thể nào loại vũ khí đó, ngay cả Châu Thông sư huynh cũng không tu luyện thành công. Mặc sư huynh vì tu luyện nó mà hai mắt thành mù lòa. Cổ họng Ngộ Đạo cũng như khô khốc lại, giọng nói có vài phần khó tin, mà sự khó tin ấy dường như còn nhiều hơn cả lần chứng kiến Lâm Động kiên trì tại Đan Hà quán đỉnh đến 11 ngày. Trần Chân trầm mặc một chút, chỉ có thể lắc đầu. Nếu Lâm Động thật sự nắm bắt được loại vũ khí đó chỉ trong 5 ngày thì chỉ có thể nói rằng hắn thật sự quá biến thái. Loại vũ khí này tuy rất lớn mạnh nhưng cũng có khuyết điểm. Nếu Lâm Động học được thật thì cũng không biết là tốt hay xấu. Trần chân, chân nói vậy, Ngộ đạo cũng gật gù, ánh mắt nhìn Lâm Động lóe lên chút lo lắng. Vũ khí ấy tuy cường đại, nhưng có thể diệt địch một ngàn cũng tự hại mình đến 800. Lâm Động sư đệ, nếu đệ đỡ được một quyền này thì ta không còn nửa ý kiến gì về việc đệ thăng cấp lên đại đệ tử thân truyền. Tưởng hạo được ánh sáng xám bao quanh dần bay lên không, nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc lạnh, hét lên một tiếng. Phía trước hắn, ngôi sao màu xám dần bay lên, vô số làn sóng năng lượng cực mạnh bùng phát như vũ bão. Thế nhưng đối mặt với cảnh tượng ấy, Lâm Động vẫn không nói lời nào ánh sáng nơi chán hắn nhanh chóng chuyển động dường như có rất nhiều sợi ánh sáng mảnh lan tỏa về phía hai mắt hắn uỳnh nhưng khi những tia sáng xám ấy sắp chui vào mắt lâm động mắt hắn bỗng xuất hiện ánh sáng trắng hút hết số ánh sáng xám kia vào lúc này nếu đi sâu vào chán lâm động sẽ nhìn thấy một cái thạch phù đang lơ lửng và phát ra ánh sáng trắng ở ngay nơi đó còn bên dưới thạch phù là một vùng khí xám quỷ dị ở giữa là một quả nhãn cầu màu xám vô cùng yêu dị trong nhãn cầu ngập tràn những đường tơ máu quỷ dị một thứ khí hung sát tỏa ra nhưng mỗi lần như vậy thạch phù bên trên lại bắn ra bạch quang trấn áp khiến nó không thể làm gì được uỳnh cũng vào lúc ấy một đạo tâm niệm bỗng phát ra bạch quang trên tấm thạch phù chợt thu lại sự trấn áp của thạch phù vừa giảm đi huyết tơ trong nhãn cầu lập tức tràn lên bùng phát sự hung sát đại tinh cương quyền tiếng quát trầm đục vang lên trong không trung sắc mặt tưởng hạo ngưng trọng năm ngón tay nắm chặt thành quyền tung ra ầm Năm đấm của hắn oanh kích thẳng lên ngôi sao xám kia ngôi sao đem theo giải đuôi xám tựa lưu tinh băng bay qua bầu trời cùng một sức mạnh cùng bạo lao thẳng tới chỗ của lâm động rắc ngôi sao lao tới chưa chạm xuống đất mà mặt đất đã tách rời ra thành vô số đường rãnh nứt này sức mạnh ấy dù là các đệ tử ở xa cũng cảm thấy bề mặt ra mình cảm nhận được hàn ý đến đau nhói thứ hàn ý đó khiến không ít đệ tử phải động dung đó chỉ là sức mạnh dư thừa mà đã khủng bố thế này nếu ở vị trí của lâm động có lẽ bọn chúng đã máu thịt lẫn lộn rồi sao lâm động vẫn không có phản ứng gì ở một góc của các đệ tử thân truyền bọn mặc lang căng thẳng nhìn lâm động không hề có bất cứ phản ứng gì thân thể không kìm được mà căng cứng uỳnh tốc độ của ngôi sao xám kia cực nhanh gần như chỉ trong một hơi thở nó đã đến bên trên của lâm động khi tất cả cùng nín thở thì lâm động chầm chậm, chậm ngẩng đầu lên mở mắt ra vụt vào khoảnh khắc lâm động mở mắt ánh sáng xám chỗ chán hắn bỗng tách ra ánh sáng ngưng tụ lại biến thành một con mắt hình tam giác màu xám trên chán hắn không gian quanh hắn bỗng méo mó một thứ sức mạnh khủng bố điên cuồng lan tỏa cũng vào khoảnh khắc con mắt xám kia xuất hiện sắc mặt hai người trần chân, chân kịch biến đứng phát dậy kêu lên thất thành hoang vu yêu nhãn vút khi bọn họ vừa đứng lên một chùm sáng không lớn lắm bắn ra từ con mắt của lâm động bay qua bầu trời rồi oanh kích lên ngôi sao của tưởng hạo bùm vào khoảnh khắc và chạm không hề có âm thanh kinh thiên động địa chùm sáng xám đã đi xuyên qua ngôi sao rồi trên ngôi sao kia dần dần xuất hiện vết nứt cuối cùng trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả đệ tử ngôi sao nổ tung chiêu công kích của tưởng hạo đã bị dễ dàng phá giải tường hạo sững sờ nhìn cảnh tượng đó Thế nhưng không đợi hắn nghĩ gì thêm, toàn thân hắn chợt sởn cả gai ốc. Vì hắn nhìn thấy một chùm sáng xám đang lao về phía mình với tốc độ kinh người. Đó chính là chùm sáng đã xuyên thủng đại tinh cương quyền của hắn. Tốc độ nhanh quá, tránh không được rồi. Tốc độ của chùm sáng khiến Tường Hạo không thể tránh né, hắn nghiến răng, kim quang bùng phát biến thành tấm lá chắn chắc chắn ở đằng trước. Vút, chớp mắt chùm sáng đã đến nơi, trước bao ánh mắt chăm chú, nó bắn lên tấm lá chắn kim quang của Tường Hạo rồi sắc mặt tưởng hạo đầy vẻ kinh hoàng khi nhận ra lớp phòng ngự của hắn không hề có tác dụng gì cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy hắn sắc mặt trần chân nặng nề thân thể khẽ run lên rồi bỗng biến mất nhất thiết phải ra tay rồi vút chùm sang xám đi đến đâu tấm lá chắn kim quang nhanh chóng vỡ vụn đến ấy tầng phòng ngự đủ để chống lại đòn công kích toàn lực của một cường giả thất nguyên niết bàn lúc này như biến thành tấm giấy bìa vậy sắc mặt tưởng hạo hiện lên vẻ kinh hãi nhưng thân là một trong bốn đại đệ tử thân truyền hắn không phải là ngọn đèn cạn dầu vào lúc nguy cấp hắn cũng rất quả đoán chân dẫm lên tấm lá chắn mượn lực phản hồi để lùi về phía sau xoẹt đúng vào lúc ấy chùm sang xám đã xuyên thủng tấm lá chắn hơn nữa còn lao về phía tưởng hạo với tốc độ kinh người bùm 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 sắc mặt tưởng hạo nặng nề vội vàng rút lui tay áo vung lên một luồng hoang kình mạnh mẽ bùng phát để chặn lại chùm sáng xám nhưng rõ ràng sự phản kháng của hắn không có được bao nhiêu tác dụng chùm sáng màu xám kia nhìn có vẻ không có gì đáng sợ nhưng sức phá hoại của nó lại vô cùng khủng bố vì thế mà hoang kình mà tưởng hạo đánh ra không hề ngăn được ánh sáng xám một chút nào xung quanh quảng trường lúc này thật sự đã náo động những đệ tử vốn đang ngồi tĩnh tọa đều đứng bật dậy sững sờ nhìn tưởng hạo trở nên chật vật vô cùng kia nhất thời ai cũng hiện lên vẻ mặt khó tin cục diện thay đổi quá nhanh vốn dĩ bọn họ tưởng đại tinh cương quyền mà xuất ra thì chắc chắn kết thúc chiến cục nhưng không ngờ lâm động không những đỡ được chiêu mà còn tấn công ngược lại tưởng hạo cả đỉnh núi ồ lên thậm chí ba người bàng thống phương vân tống đan cũng giữ người nhìn nhau đều có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Soạt, Tưởng Hạo lúc này không có tâm tư để ý đến tiếng ồ trên đỉnh núi. Ánh mắt hắn dính chặt lấy chùm sáng xám đang lao tới, một cảm giác nguy hiểm rõ ràng khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Bị đuổi kịp rồi. Đồng tử Tưởng Hạo co rút lại, chùm sáng nhanh như chớp xuyên qua hư không đến trước mặt hắn. Ta không tin ta không chặn được ngươi. Tưởng Hạo thật sự nổi giận, nguyên lực hùng hồn bùng phát từ trong cơ thể, định tung ra một trường thế nhưng khi tưởng hạo sắp toàn lực tung trưởng thì một thân ảnh già nua đã xuất hiện trước mặt hắn tay áo phất lên một luồng nhu kình đẩy hắn bay đi rồi người đó lật tay nguyên lực rồi rào tạo nên một cái xoáy ốc khổng lồ chùm sáng xám chui vào vòng xoáy nguyên lực rồi mọi người nhìn thấy trong xoáy ốc phát ra những luồng năng lượng cuồng bạo trần chân nhau mắt nhìn chùm sáng màu xám đang điên cuồng trong xoáy ốc hai tay khẽ vỗ vào nhau xoáy ốc lập tức biến mất theo đó chùm sáng xám kia cũng tan biến khi trần chân giải quyết xong chùm sáng đó thì tưởng hạo cũng rơi xuống mặt đất hắn ngẩng lên gương mắt vẫn còn chút sợ hãi. Trên đỉnh núi lúc này vô cùng yên tĩnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trần Chân, tất cả thầm nuốt nước bọt. Thân là đệ tử Hoang Điện, đương nhiên bọn họ hiểu, những cuộc giao đấu bình thường giữa các đệ tử, các điện chủ sẽ không can thiệp, trừ phi sự việc có phần vượt tầm kiểm soát. Ba người bàng thống thấy vậy, trong lòng cũng có chút chấn động. Lâm Động, đó là Hoang Vu yêu nhãn phải không? Trần Chân nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, từ tốn nói. Vừa dứt lời, quảng trường vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh, đặc biệt là bốn người bàng thống, Tưởng Hạo, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Vũ khí của Hoàng Điện đương nhiên có Đại Hoang Vu Kinh là bá đạo nhất. Bên dưới Đại Hoang Vu Kinh chính là tứ đại vũ khí, mà trong tứ đại vũ khí ấy, Hoang Vu yêu nhãn là khó tu luyện nhất. Mấy năm nay, tuy Hoàng Điện không phải không có người tu luyện thành công, nhưng đa phần đều là các lão tiền bối, còn đệ tử thì không một ai đạt được đến mức đó. Thế nhưng lúc này, Lâm Động đã tu luyện thành công Hoang Vu yêu nhiêu có lực sát thương hùng hãn nhất. Điều này sao có thể không khiến mọi người chấn kinh? Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rất rõ, Lâm Động vào vũ kỹ điện chỉ mới có 5 ngày. Nhưng chỉ trong 5 ngày đó, Lâm Động đã nắm được sơ bộ hoang vu yêu nhãn. Hắn có phải là người không vậy? Bốn người bàng thống nhìn nhau, sắc mặt phức tạp. Thiên phú của bọn họ đều không tệ, nhưng nếu so sánh với Lâm Động thì quá mức bình thường rồi. Đương nhiên bọn họ không hề biết, Lâm Động đạt được mức này, một phần nhờ thiên phú, nhưng cũng là nhờ có thạch phù thần bí. Hoang vu yêu nhãn bá đạo tà dị, người thường căn bản cực khó nắm bắt. Nhưng Lâm Động có thạch phù thần bí nên hoàn toàn có thể chấn áp được nó mọi ánh mắt lúc này đều dồn về phía lâm động con mắt xám nơi chán lâm động cũng dần thu nhỏ lại cuối cùng biến mất ngay khi con mắt ấy biến mất gương mặt lâm động có phần tái nhợt lực sát thương của hoang vu yêu nhãn và lượng tiêu hao nguyên lực và tinh thần lực đều vượt ngoài dự đoán của hắn đoàn công kích vừa rồi nếu không phải trần chân, chân ra tay thì có lẽ tưởng hạo ít nhất cũng bị thương không nhẹ tình huống này hiển nhiên hắn không muốn nhìn thấy đây là hoang điện không còn là chiến trường vĩnh cổ nữa không thể đối đầu quyết liệt như trước được bẩm điện chủ vũ kỹ vừa rồi đúng là hoang vu yêu nhãn lâm động ôm quyền với trần chân cười khổ nói chỉ là vì đệ tử chỉ mới nắm bắt sơ bộ nên chưa khống chế tốt được nó vậy à trần chân lầm nhầm một câu rồi trầm mặc dường như đang muốn bình tĩnh lại tâm tình ba động của mình thấy trần chân như vậy lâm động cũng không tiện nói gì hắn biết việc mình tu luyện được hoang vu yêu nhãn với trần chân bọn họ mà nói chắc gây nên chấn động không nhỏ ngộ đạo cũng thầm cười khổ rồi trong lòng có chút vui mừng thiên phú mà lâm động thể hiện càng tốt thì hoang điện sẽ càng có lợi dù sao hoang điện của bọn họ đã lâu rồi không có đệ tử nào ưu tú như vậy hoang vu yêu nhãn có lực sát thương vô cùng khủng bố nếu sau này không khống chế được nó nên hạn chế sử dụng khi giao đấu với các sư huynh đệ ngoài ra vũ kỹ này có lực xâm thực rất lớn nếu không cần thiết thì đừng dùng nhiều trần chân, chân dần lấy lại bình tĩnh sắc mặt ngưng trọng nói vâng đệ tử thủ giáo lâm động cung kính gật đầu hắn không nói nhờ có thạch phù mà hắn không phải lo lắng bị hoang vu yêu nhãn xâm thực dù sao thạch phù thần bí cũng là bí mật lớn nhất của hắn vốn là người thận trọng hắn không muốn để lộ nó, dù rằng bọn Trần Chân hẳn là không có ác ý gì. Cuộc giao đấu đã phân thắng bại. Từ nay về sau, ngươi chính là đại đệ tử thân truyền thứ năm của Hoang Điện. Mọi người có ý kiến gì không? Trần Chân nhìn bốn người bọn bàng thống, hỏi. Bốn người bàng thống lưỡng lự một chút rồi cùng lắc đầu. Lần này, dù là Tưởng Hạo cũng chỉ cười khổ, thực lực của Lâm Động khiến hắn không thể phản đối gì được. Khi bốn người bọn họ biểu thị không phản đối, trên quảng trường bỗng rộ lên tiếng hoan hô vang trời hàng vạn đệ tử nhìn thân ảnh cao gầy kia đầy cuồng nhiệt gương mặt ánh lên vẻ kính sợ trận chiến hôm nay lâm động coi như đã hoàn toàn chinh phục được các đệ tử hoang điện từ giờ hắn là người thăng cấp thành đại đệ tử thân truyền nhanh nhất trong lịch sử hoang điện sau khi cuộc so tài giữa lâm động và tưởng hạo kết thúc hoang điện có thêm một vị đại đệ tử thân truyền chắc chắn khi tin này truyền đi sẽ gây chấn động không nhỏ trong đạo tông dù sao thì mấy năm nay chẳng có đệ tử nào mới vào đạo tông không đến một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền của một điện rồi sau khi tuyên bố lâm động trở thành đại đệ tử thân truyền thứ năm của hoang điện Trần chân, chân vùng tay áo, mọi người nhìn thấy mặt đất bên cạnh bốn thạch đài lúc trước đột nhiên nhô lên, nguyên lực hùng hồn trực tiếp biến thành một cái thạch đài thứ năm khác. Mà ở đây, trong những cuộc so tài hàng tháng sau này, cái này sẽ là chỗ ngồi riêng của Lâm Động. Đó là một sự tượng trưng cho thân phận, Lâm Động cũng không khách khí, thân hình lóe lên, bay về phía thạch đài kia. Ha ha, Lâm Động sư đệ, chúc mừng. Trên gương mặt nghiêm nghị của Bàng Thống hiện nụ cười, nhìn Lâm Động nói. Ba người còn lại cũng gật đầu với Lâm Động. Nếu là trước đây bọn họ vẫn khá coi thường Lâm Động vì xuất thân của hắn, nhưng giờ suy nghĩ ấy đã biến mất hoàn toàn. Lực chiến đấu kinh người mà Lâm Động thể hiện vừa rồi cũng khiến bọn họ không dám có chút coi thường. Sau này mong bốn vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Lâm Động cười, thời gian hắn tu luyện ở hoang điện còn dài, đương nhiên hắn không muốn làm ra vẻ cao ngạo mà làm hỏng quan hệ sư huynh đệ. Sau khi trải qua cuộc chiến thảm khốc ở chiến trường Vĩnh cổ, hắn cũng rất vui mừng vì không khí ở hoang điện. Dù sao trên thế gian này chẳng ai lại thích lúc nào cũng phải tranh đấu cả. Nhìn nụ cười thân thiện của Lâm Động, bốn người bàng thống cũng gật đầu cười trong lòng không khỏi có chút cảm thán những việc lâm động đã trải qua cũng khiến bọn họ hiểu được lâm động có khí phách và quyết đoán bọn họ cũng hiểu qua về sự tàn khốc của các vương triều siêu cấp lâm động chỉ xuất thân từ vương triều hạ cấp mà từng bước đi đến được đây những gì hắn phải bỏ ra nếu kể tỉ mỉ chắc khiến bọn họ phải chấn kinh tiềm lực của tiểu sư đệ phi phàm chẳng trách trần chân và ngộ đạo sư thúc lại xem trọng như vậy bốn người nhìn nhau đều nhìn ra được ý tứ trong mắt đối phương sau khi chào hỏi bốn người bàng thống lâm động ngồi lên thạch đài của mình rồi ngẩng đầu lên độ cao của thạch đài có thể khiến hắn nhìn xuống cả đỉnh núi khi nhìn ra xa thì thấy cả biển người có đến hàng vạn đệ tử ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy kính sợ trên thạch tọa trần chân, chân ngồi lại về chỗ rồi vung tay tuyên bố so tài tiếp tục nhưng đương nhiên những cuộc so tài tiếp theo sẽ không hung mãnh ác liệt như lâm động và tưởng hạo có điều vì số lượng nhiều nên cũng khá hoành tráng đệ tử ký danh có số lượng nhiều nhất mà bọn họ lúc nào cũng muốn trở thành đệ tử chân chính của hoang điện vì chỉ khi thành đệ tử chân chính thì mới có tư cách vào quần sơn hoang điện để tu luyện như thế mới có tư cách tu luyện vũ kỹ thật sự cao thâm của hoang điện trong mỗi cuộc so tài hàng tháng này đều có không ít đệ tử ký danh muốn thể hiện hết thực lực của mình để mong được cất nhắc cuộc so tài lần này kéo dài gần một ngày thành tích cuối cùng cũng khiến hai người trần chân, chân khá hài lòng trong hàng vạn đệ tử ký danh lần này có hơn 100 đệ tử đủ tư cách trở thành đệ tử phổ thông của hoang điện đồng thời cũng khiến thực lực hoang điện tăng lên trời dần về tối đỉnh núi sục sôi cả ngày trời cũng dần trở nên tĩnh lặng các đệ tử dần giải tán tiếng gió vù vù thổi không ngừng lâm động cũng đứng dậy vươn vai định cùng bọn mạc lang rời đi thì ngộ đạo đã xuất hiện bên cạnh tiểu tử hôm nay biểu hiện tốt lắm ngộ đạo cười tít mắt nói hay ngộ đạo sư thúc quá khen rồi ta chỉ vừa hay đủ điều kiện tu luyện hoang vu yêu nhãn mà thôi hơn nữa giờ vẫn còn chưa tu luyện thành công hoàn toàn mới chỉ nắm được sơ bộ mà thôi lâm động cười nói tuy ngộ đạo là phó điện chủ hoang điện thân phận địa vị rất cao nhưng trước mặt ông lâm động không hề quá giữ kẽ tiểu tử này ngộ đạo lắc đầu cười trầm ngâm một chút rồi nói giờ ngươi đã là đại đệ tử thân truyền của hoang điện rồi sau này tu luyện sẽ tốt hơn ba tháng nữa đại hoang vu bi sẽ mở ra còn việc liệu có được tham ngộ được gì hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi ba tháng nữa lâm động hơi khựng người một chút rồi sâu trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt hắn biết tuy hiện giờ bản thân đang rất có khí thế nhưng chẳng qua cũng chỉ ở đây mà thôi đạo tông rộng lớn như vậy ba điện còn lại cường giả nhiều như lá trên cây muốn thật sự nổi trội ở cả bốn điện nhất định phải tu luyện thành công đại hoang vu kinh nếu không thì hắn sẽ vẫn bị lép vế trước các đệ tử đỉnh cấp đã tu luyện tam đại kỳ kinh kia hơn nữa có lẽ gần đây cũng có nhiều người thậm chí là các đệ tử hoang điện đều đợi ngày đại hoang vu bi mở ra nếu lâm động thật sự được tham ngộ thì danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ vượt qua bốn đại đệ tử thân truyền thậm chí có thể sáng ngang với các đệ tử đỉnh cao của ba điện còn lại đương nhiên nếu không thành công thì cũng khó tránh khỏi những lời đàm tiếu biểu hiện trước đó của hắn quá xuất sắc thậm chí có xu hướng sánh được với người có địa vị cao trong lòng tất cả đệ tử hoang điện vì thế nếu thất bại chắc chắn sẽ khiến không ít đệ tử hoang điện thất vọng thành tích vừa rồi so với việc tham ngộ đại hoang vu kinh thì chẳng đáng nhắc đến lâm động nhìn ánh mắt khẩn thiết của ngộ đạo môi mím lại bất giác trên vai hắn có không ít sự kỳ vọng ta sẽ dốc hết sức lâm động khẽ nói sau khi đại hoang vu bi mở ra không lâu là sẽ đến địa thí lần này hoàng điện chúng ta có được thành tích ra sao có lẽ phải dựa vào năm người các ngươi rồi ngộ đạo cười nói đại sư tỷ ứng tiêu tiếu ở thiên điện thực lực thế nào lâm động chớp chớp mắt bỗng hỏi tiêu tiêu ấy à thiên phú rất cao hiện nay chắc đã xung kích niết bàn kiếp lần thứ 9 rồi ngộ đạo chép miệng xung kích niết bàn kiếp lần thứ 9. tim lâm động run lên quả nhiên không hổ là đại sư tỷ thiên điện thực lực này có lẽ tương đương lăng thanh trúc kia ta từng nghe vị bằng hữu lâm điêu của ngươi từng nói hình như ngươi và lăng thanh trúc của cửu thiên thái thanh cung từng có mối quan hệ rắc rối phải không ngộ đạo bỗng hỏi sao lâm động giữ người ngẩng lên nhìn vẻ mặt cổ quái của ngộ đạo rồi hắn cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên cười khan một tiếng không biết đáp ra sao lẽ nào nói với ngộ đạo rằng năm đó hắn đã chiếm hữu thân thể cô nương đó sao lời này mà truyền ra có lẽ không đến một ngày sẽ có vô số người đến đạo tông tìm hắn gây phiền toái à chật chật nhãn quang của tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ lang thanh trúc cũng là nhân vật có tiếng trong hàng đệ tử trẻ tuổi của đông huyền vực ngay cả tứ tiếu, tiếu cũng thu kém nàng ta một bậc mấy năm nay không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi theo đuổi muốn có được trái tim người đẹp nhưng chẳng ai được kết quả gì ngộ đạo vỗ vỗ vai lâm động mục tiêu ngươi chọn rất có tính thách thức cố lên ta tin vào ngươi nếu ngươi giành được lăng thanh trúc thì chắc sắc mặt của đám bà la sát cửu thiên thái thanh cung sẽ phong phú lắm a à. lâm động cười bối rối nói thế cũng đánh giá hắn hơi cao rồi hắn hiểu khoảng cách giữa mình và lăng thanh trúc dù bao năm nay gian khổ nỗ lực nhưng khoảng cách vẫn không nhỏ chỉ có điều khoảng cách ấy đã có thể nhìn thấy chứ không còn xa xôi như trước đây nữa nỗ lực của hắn không phải không có thành quả hiện giờ hắn cũng không còn là thiếu niên non nớt xưa kia nữa hít sâu vào một hơi, Lâm Động quay đầu nhìn về phương xa. Ánh trăng phản chiếu trên gương mặt hiện lên sự kiên định. Thời gian khó khăn nhất đã qua rồi, giờ không có lý do gì để từ bỏ cả. Lang Thanh Trúc, ta rất mong chờ ngày chúng ta lại gặp nhau. Ngày sau tài hàng thắng đã hạ màn, hoang điện trong khoảng thời gian kế tiếp lại lần nữa khôi phục lại cái yên tĩnh của trước kia. Chỉ có điều trong sự yên tĩnh đó, trong miệng rất nhiều đệ tử hoang điện đều có thêm một cái đề tài nói chuyện, mà cái đề tài đó tự nhiên không sao tách khỏi được cuộc so tài hàng thắng kia Lâm Động và Tưởng Hạo đã có một trận giao thủ kinh tâm động phách. Tin tức Lâm Động đã tu luyện thành công Hoang Vu Yêu Nhãn cũng nhanh chóng được loan truyền, điều này khó tránh khỏi việc dẫn đến sự chấn động lan rộng. Không ít đệ tử Hoang Điện đều âm thầm tắc lưỡi, vì tài năng thiên phú của Lâm Động mà hâm mộ không thôi. Mà cũng chính vì trận kịch chiến cùng với Tưởng Hạo vào ngày so tài hàng tháng hôm đó, Lâm Động đã hoàn toàn vững chân với thân phận đại đệ tử thân truyền thứ năm ở Hoang Điện, đã khiến cho địa vị của hắn ta như diều gặp gió trong Hoang Điện. Thường ngày rất nhiều đệ tử Hoang Điện gặp mặt hắn, cho dù là tuổi tác có lớn hơn hắn đều phải tỏ ra cung kính, không người gọi Lâm sư huynh. Tuy nói rằng đối với loại đãi ngộ như thế này, tận đáy lòng Lâm Động không phải cực kỳ để ý, nhưng điều này đối với những đệ tử cùng nhau gia nhập Hoang Điện với Lâm Động như bọn Mạc Lăng mà nói lại là một việc hết sức tốt đẹp. Trong Hoang Điện, tuy nói là yên tĩnh, nhưng dù sao vẫn khó tránh khỏi những sự cạnh tranh và phân chia phe phái. Dựa theo tình hình bình thường, những đệ tử mới gia nhập như bọn họ, địa vị tự nhiên là thấp nhất, bởi vì bọn họ không có bất kỳ chỗ dựa nào cả. Thường ngày trong một vài điều kiện tu luyện, tự nhiên là phải thua kém hơn so với những đệ tử lâu năm. Nhưng lần này, với sự thăng tiến nhanh như thiểm điện lên làm đại đệ tử thân truyền của Lâm Động, những đệ tử mới gia nhập như bọn họ cũng đã có được chỗ dựa, mà còn mượn tên tuổi của Lâm Động, những đệ tử lâu năm trong hoang điện cũng không dám gây khó dễ bọn họ, vì thế cũng khiến cho bọn người Mạc Lăng ít bị trở ngại hơn rất nhiều. Mà loại tình huống thế này ngay cả Lâm Động cũng chưa phát giác ra, sau lưng hắn đang có không ít đệ tử bắt đầu lặng lẽ hội tụ lại, trong mơ hồ đang dần dần xuất hiện dấu hiệu hình thành nên một phe phái mới, tôn hắn lên là thủ lĩnh. Đương nhiên, loại dấu hiệu này lâm động không hề để ý cho dù là ngẫu nhiên phát giác cũng chỉ là cười trừ hắn không hề có tư tưởng kéo bè kết phái có điều đám người bằng hữu của hắn như là bọn mạc lăng cũng đều đến từ vương triều đại viêm nếu như bọn họ gặp phải phiền toái hắn tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn mà nương theo địa vị đại đệ tử thân truyền của lâm động đã định hắn hôm nay cũng xem như là bắt đầu chính thức trở thành đệ tử hạt nhân của hoàng điện tương lai hắn lại có thể bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thật sự của một đệ tử hoàng điện sau cuộc so tài hàng tháng khoảng một thời gian phần lớn thời gian của lâm động đều trải qua trong vũ kỹ điện đương nhiên tạm thời hắn không có mơ mộng hão huyền đem ba môn tam đại vũ kỹ còn lại cũng đều thu tóm luôn mỗi lần đi đến vũ kỹ điện ngoài việc ngồi trên hoang thạch hấp thu hoang kình tu luyện hoang quyết ra thì hắn luôn luôn ở trước tấm bia đá hoang vu yêu nhãn sức sát thương của hoang vu yêu nhãn vô cùng biến thái trong lúc cùng với tưởng hạo giao thủ lâm động đã tự mình thể nghiệm qua loại vũ kỹ này quả thực rất lợi hại cho dù là lâm động bây giờ cũng chỉ là nắm giữ sơ bộ còn xa mới có thể đạt đến bước thu phát tự nhiên vì thế trong khoảng thời gian một tháng này tinh thần hắn không ngừng tiến đến không gian tinh thần trong tấm bia lá ở đó hắn không ngừng tiếp nhận sự công kích đáng sợ của đầu dị thú hoang kia tuy nói rằng cách tu luyện này có xu hướng tự hủy hoại mình nhưng lâm động lại ỉ vào có thạch phù thần bí mà không chút sợ hãi loại lực ăn mòn cực kỳ âm sát đó mà dưới việc tu luyện theo kiểu tự hủy hoại mình như thế này lâm động cũng có thể thấy được trong thời gian một tháng hắn đối với việc khống chế hoang vu yêu nhãn cũng trở nên thuần thục hơn điều này làm cho hắn rất vui mừng mặt khác sau khoảng thời gian ra vào vũ kỹ điện hắn đối với vị lão nhân mù kia đã trở nên quen thuộc hơn không ít. Mà cái vị lão nhân mù này, ở trong mắt của rất nhiều đệ tử Hoang Điện là một lão nhân có tính tình tương đối cổ quái, nhưng đối với Lâm Động lại rất nhiệt tình. Đặc biệt là sau khi lão biết Lâm Động đã tu luyện thành công Hoang Vu yêu nhãn, cái loại nhiệt tình ấy càng trở nên sâu nặng hơn. Sự nhiệt tình ấy, ngay cả hai người Trần Chân và Ngộ Đạo bọn họ cũng khó có thể được đãi ngộ qua. Trong lúc tiếp xúc, Lâm Động cũng biết được tên bọn họ của lão nhân mù loài này, Cổ Mặc. Giống như lúc Lâm Động vừa mới gặp lão lần đầu vậy, cô độc trầm mặc, có điều địa vị của lão nhân lại khiến cho lâm động có phần kinh ngạc vị lão nhân này lại là một vị trưởng lão của đạo tông địa vị thân phận này so với hai người trần chân ngộ đạo còn cao hơn một bậc hơn nữa điều khiến cho lâm động kinh ngạc nhất là vị trưởng lão cổ mặc này tuy rằng lúc đầu tu luyện hoang vu yêu nhãn thất bại hơn nữa còn khiến cho hai mắt của lão bị mù nhưng sau đó lão lại dùng một nghị lực còn lớn hơn nữa mà mạnh mẽ tu luyện lại lần nữa và đã tu luyện thành công điều này làm cho lâm động cảm thấy khiếp sợ chỉ có người đã tu luyện hoang vu yêu nhãn mới biết được khí tức âm sát của loại vũ kỹ này có thể làm tổn hại đôi mắt nghiêm trọng đến thế nào không ngờ vị trưởng lão cổ mặc này sau khi trả giá bằng đôi mắt chính mình lại không chịu bỏ cuộc mạnh mẽ tu luyện thành công đương nhiên cái loại tu luyện này cũng là có chút tâm lý liều mạng không còn gì để mất nữa dù sao thì cặp mắt cũng đã mù cho dù có bị ăn mòn nữa thì có thể ăn mòn đến đâu chứ hơn nữa vị trưởng lão cổ mặc này sau đó từ bỏ hẳn việc tu luyện nguyên lực chủ yếu tu luyện tinh thần lực tinh thần lực phóng thích ra nhìn thấy thế giới ngược lại càng rõ ràng hơn là nhìn bằng mắt thường. Lâm Động xem ra, sở dĩ vị trưởng lão của mặc này nhìn hắn bằng một con mắt khác, chỉ sợ rằng nguyên nhân chính là do cả hai người bọn họ cũng đều tu luyện hoang vu yêu nhãn mà thôi. Cứ như vậy, trong thời gian một tháng lại trong sự yên tĩnh này mà trôi qua. Trong một tháng này, Lâm Động cũng được xem là dần dần hòa nhập vào cái nơi hoang điện xa lạ mà vô cùng thân thiết này này. Có lẽ sau này, nơi này sẽ trở thành một ngôi nhà thứ hai của hắn, chí ít đến hiện tại, đối với điều này. Cho dù là Lâm Động từ trước đến giờ tâm tính vẫn luôn cẩn thận, trong lòng cũng không sinh ra ý bài xích như trước nữa. Cuộc sống của Hoang Điện tuy không có cái loại lúc nào cũng nom nóp lo sợ chuẩn bị liều mạng, đổ máu với người khác như lúc trong chiến trường viễn cổ, thế nhưng cái loại yên tĩnh đó lại làm cho trong lòng Lâm Động trở nên bình thản. Cái loại tàn nhẫn cùng với lệ khí thấm trong xương cốt của hắn còn sót lại từ lúc trong chiến trường viễn cổ, cũng trong loại không khí bình thản yên lặng này mà lặng yên thu liễm lại. Phù, trước tấm bia màu đen, một thân hình gầy gò lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hồi lâu sau, con mắt màu đen trên tấm bia đá đột nhiên nháy động một cái, Từng đạo ba động kỳ dị phát ra, cuối cùng đều bắn vào cái khe màu xám nhạt ngay tại mi tâm của đạo thân ảnh đang ngồi phía trước mặt. Cái khe màu xám nhạt dần dần tàn đi, mà hai mắt lâm động cũng từ từ mở ra. Đạo hôi mang quỷ dị trong mắt lóe lên rồi tan biến, sau đó khuôn mặt hắn cũng hiện lên một nụ cười. Xem ra khoảng thời gian này hoang vu yêu nhãn của người tiến triển cũng không chậm nhỉ. Sau lưng lâm động, một giọng nói già nua khàn khàn vang lên. Lâm động quay đầu hướng về phía lão nhân mù tay cầm cái chổi cười cười nói, vẫn phải đa tạ mặc sư thúc đã bên cạnh chỉ điểm nếu như dựa vào thân phận mà tính thì lâm động phải tôn xưng cổ mặc một tiếng trưởng lão nhưng mà lão già này tính tình cổ quái sau khi lâm động hắn gọi một tiếng lúc đầu liền quát tháo bắt hắn sửa lại gọi là sư thúc mà lâm động cũng không phải là kẻ cổ hủ thay đổi gọi là sư thúc ngược lại lộ vẻ thân mật hơn nếu như không có thiên phú chỉ điểm như thế nào cũng đều vô dụng ngươi tiểu tử này càng ngày càng câu nệ a à. khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân mù lóe lên một nụ cười chợt phất phất tay nói ra ngoài đi ngộ đạo đang ở ngoài vũ kỹ điện có lẽ tìm ngươi có việc đấy vâng lâm động ngơ ngác chợt cười gật gật đầu cũng không nói nhảm đứng dậy hướng về phía cổ mặc thi lễ một cái liền nghênh ngang đi ra ngoài đi ra trước vũ kỹ điện lâm động cũng không bất ngờ khi gặp ngộ đạo đang đứng chấp tay đợi ở phía trước khoảng thời gian một tháng này hắn gặp mặt ông ta tương đối ít có lẽ trong đạo tông cũng có không ít chuyện thân là phó điện chủ hoang điện ngộ đạo hiển nhiên bận rộn hơn nhiều so với hắn một kẻ chỉ biết vùi đầu vào việc tu luyện người tiểu tử này lại thực sự biết cách tạo quan hệ a thời gian không đến một tháng đã mua chuộc được lòng mặc sư huynh Hiện tại ngay cả ta cũng không được cho phép vào làm phiền ngươi lúc ngươi đang tu luyện nữa. Ngộ đạo thấy Lâm động đi ra cũng không nhịn được, vừa cười vừa mắng. Lâm động mỉm cười, hắn không biết rõ tình hình, không ngờ cổ mặc sư thúc có tính cách như thế, lại dám đuổi cả Ngộ đạo ra ngoài như thế. Ngộ đạo sư thúc, có việc ư? Lâm động nháy mắt mấy cái, cười híp mắt nói: "Ừ, lần này ngươi phải xuất tông một chuyến. Bên trên có đưa xuống một vài nhiệm vụ cần đám đệ tử các ngươi phải hoàn thành, coi như là ngươi ra ngoài luyện tập một chuyến đi, ngươi là người mới." cho nên cũng không phải phụ trách trách nhiệm bao nhiêu dù sao vẫn còn có các đệ tử khác trong các điện coi như là ra ngoài thích ứng một chút đi ngộ đạo vừa cười vừa nói xuất tông sao lâm động sừng sốt một chút sau đó vẫn gật gật đầu hắn biết rõ loại tông phái siêu cấp thế này phần lớn đều sẽ giao cho đệ tử một vài nhiệm vụ xem như là cơ hội để rèn luyện mà trước mắt dường như hắn đã nhận được một cái đi theo ta ta dẫn ngươi đến gặp mặt mấy người đồng hành lần này của ngươi trước ngô đạo hướng về phía lâm động cười cười sau đó liền quay người lướt đi lâm động hồ nghi nhìn theo bóng dáng của ngộ đạo lúc trước nụ cười của lão già này rõ ràng là có chút cổ quái nhưng mà lúc này hắn không nghĩ ngợi nhiều thân hình khẽ động nhanh chóng đi theo hai người lướt qua dãy núi chỗ hoang điện sau đó hướng đến một đỉnh núi khổng lồ ở phương bắc phòng tới lúc rơi xuống mặt đất ánh mắt lâm động nhanh chóng nhìn quanh sau đó biểu hiện trên mặt liền ngương trọng một lát lúc này trên sân thượng một thiếu nữ trẻ tuổi áo trắng váy xanh đang lười biếng nhìn hắn chằm chằm trong đôi mắt to long lanh kia lộ ra một chút cảm giác trêu đùa tinh quái cùng với một loại kinh ngạc được che giấu khá kỹ thiếu nữ này chính là cô nàng lúc lâm động vừa vào đạo tông đã cho rằng hắn là một kẻ nói khoác mà không biết ngượng tự cho mình là đúng ứng hoan hoan ánh mặt trời từ trên bầu trời chiếu xuống trở thành vệt sáng chiếu rọi trên người thiếu nữ mềm mại nhỏ nhắn và thon dài thoạt nhìn cực kỳ trói mắt mái tóc dài đen nhánh được người thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa thả buông dài xuống chỗ eo chỗ đuôi ngựa mang theo một chút đường cong một loại thanh xuân và sức sống lặng yên lan tỏa ra khiến cho tinh thần của những người xung quanh đều âm thầm chấn động bất kỳ ai khi lần đầu tiên trông thấy thiếu nữ thanh khiết này e rằng tâm tình đều có chút vui sướng chỉ có điều lâm động lại là ngoại lệ hắn nhìn đôi má xinh đẹp của ứng hoan hoan lại không kềm được sờ sờ mũi không ngờ người bạn đồng hành lần này lại là nàng ta bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ vì sao nụ cười của ngộ đạo lúc nãy lại cổ quái như vậy thì ra lão già này sớm đã biết rồi ánh mắt của lâm động dừng lại một chút trên người ứng hoan hoan sau đó liền bỏ sang một bên nhìn về phía bên cạnh ở nơi đó còn có hai gã man tử đứng ngạo nghễ hai người này dáng người cao gầy bộ dạng cũng là có chút bình thường hai người một mặc áo trắng một mặc áo đen thoạt nhìn cũng có chút dáng vẻ khí vũ hiên ngang chỉ có điều trong ánh mắt mà bọn họ ngẫu nhiên liếc nhìn lâm động không khó phát hiện một loại khí chất cao ngạo đương nhiên lâm động cũng chẳng có suy nghĩ gì đối với việc này những năm gần đây hoang điện luôn ở vị trí thấp nhất khi những đệ tử khác của tam điện nhìn thấy bọn họ khó tránh tự nhiên có chút cảm giác ưu việt như vậy hơn nữa từ bên trong cơ thể hai người này phát ra một loại nguyên lực ba động không thua kém gì đám người tưởng hạo cũng làm cho lâm động hiểu ra hai người này trong điện của bọn họ có lẽ có địa vị không thấp thậm chí nói không chừng cũng là thân phận đại đệ tử thân truyền có chút ngạo khí cũng là hợp tình hợp lý ha ha người của hoang điện cũng đến rồi sao đứng phía trước ba người ứng hoan hoan một lão già tóc trắng cười tủm tỉm nhìn ngộ đạo cùng với lâm động vừa đáp xuống giữa sân cười nói ngộ đạo cười gật gật đầu chắp tay với lão già tóc trắng kia sau đó nói với lâm động đây là trưởng lão bạch hoa tiểu tử này chính là người gần đây đã gây ra náo động không nhỏ của hoang điện các ngươi lâm động đấy sao vào điện chưa quá một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền tốc độ này có thể thật sự phá kỷ lục đạo tông chúng ta rồi đấy trưởng lão bạch hoa nhìn chằm chằm lâm động cười nói Giọng nói của trưởng lão Bạch Hoa vừa kết thúc, ánh mắt của Ứng Hoan Hoan ở phía sau lão đã không nhịn được lườm Lâm Động một cái, sự việc này nàng ta hiển nhiên cũng nghe nói qua, mà ngay khi nhận được tin tức này, không chỉ nàng, ngay cả tỷ tỷ Ứng Tứ tiếu, tiếu của nàng cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên đều là chưa từng ngờ tới Lâm Động lại có thể trong khoảng thời gian nhanh như vậy trở thành đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện. Trưởng lão đã quá khen, chẳng qua là các sư huynh khiêm nhượng, mới để cho ta thuận lợi vượt qua. Lâm Động mỉm cười nói. Đối với những lời nói khiêm tốn này của Lâm Động, trưởng lão Bạch Hoa nghĩ đến có chút ưa thích vuốt vuốt chòm râu gật gật đầu, nói với Ngộ Đạo: "Không kiêu ngạo không nóng này, là một hạt giống tốt, hoang điện ngươi lần này vẫn khí không tệ a." À. "Đúng vậy." Ngộ Đạo cười lớn một tiếng, không hề có chút khách khí nào biểu hiện trong khoảng thời gian này của Lâm Động, có thể nói là nhiều lần vượt quá dự liệu của hắn dựa theo loại tốc độ này, chỉ cần cho Lâm Động thêm một chút thời gian, có lẽ thành tựu sau này nhất định sẽ rất cao. Trưởng lão Bạch Hoa cười cười, lúc này ánh mắt nhìn bốn người Lâm Động chung quanh, nói: "Lần này bốn người các ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, do Hoan Hoan dẫn đầu, còn nhiệm vụ chính xác đợi sau khi xuất phát, nàng ta sẽ nói rõ với các người. Nghe được những lời của trưởng lão Bạch Hoa, Lâm Động liền sừng sốt một chút, ánh mắt không kềm được có chút hồ nghi nhìn cô nàng ứng Hoan Hoan mặc áo trắng váy xanh trước mặt, để cho một cô nàng thoạt nhìn có chút thanh khiết mơ mộng dẫn đầu hay sao. Khóe miệng Lâm Động hơi nhếch lên, dù sao hắn cũng là người bước ra từ chiến trường vĩnh cổ, không ngờ bây giờ lại phải để cho một tiểu nha đầu này làm người đứng đầu. Nhưng mà điều làm cho Lâm Động thấy có chút kỳ quái là, đối với những lời này của trưởng lão Bạch Hoa, hai tên nam tử của địa điện và hồng điện bên cạnh lại không có chút gì kinh ngạc. Dường như không có chút dị nghị nào đối với loại an bài này. Nha đầu này chẳng lẽ không đơn giản như biểu hiện bên ngoài sao? Lâm Động lẩm bẩm một tiếng. Thế nào ngươi có ý kiến đối với sự an bài của trưởng lão Bạch Hoa sao? Ngay lúc tiếng lẩm bẩm của Lâm Động vừa dứt, giọng nói trong trẻo êm tai của cô nàng thiếu nữ kia liền vang lên bên tai hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Ứng Hoan Hoan lại đang nở một nụ cười chết người với hắn chỉ có điều, trong đôi mắt to của nàng, Lâm Động lại nhìn thấy một sự giảo hoạt giống như tiểu hồ ly, hắn cũng đành buông tay sảng khoái. Trưởng lão nói thế nào, ta làm như thế đó? phản ứng của lâm động cực nhanh làm cho hàng lông mi hình trăng non của ứng hoan hoan khẽ rung lên sau đó đành phải thu lại những lời lên giọng muốn nói khóe môi nhếch lên nói ta dẫn đội xuất tông rèn luyện đã không dưới 10 lần rồi kinh nghiệm không phải một lính mới như các ngươi có thể so sánh được trên thế giới này không phải là tuổi tác lớn thì có thể làm ra vẻ đâu nàng vừa nói những lời này ra thì ngay cả ngộ đạo và trưởng lão bạch hoa bên cạnh cũng đều ngẩn người chợt bất đắc dĩ lắc đầu đây chính là nằm yên mà cũng trúng thương nữa nha đầu này miệng lưỡi sắc bén như vậy sắc mặt lâm động bình thản tuy nói rằng cái loại bộ dáng này của ứng hoan hoan cùng với kinh nghiệm mà nàng nói hoàn toàn không phù với tuổi tác của nàng ta khiến cho hắn có chút bất ngờ nhưng mà cũng chỉ là như vậy mà thôi có lẽ nếu nói về bối cảnh nội tình chẳng hạn lâm động so ra kém xa nàng như người vừa mới bước ra từ chiến trường viễn cổ tàn khốc như lâm động mà nói còn có được sự cẩn thận và tàn nhẫn mà các đệ tử tông phái siêu cấp bọn hắn không có nhưng mà sắc mặt bình thản của lâm động lọt vào mắt ứng hoan hoan lại khiến nàng có chút cắn chặt răng tên gia hỏa này cũng không nể tình rồi xuất phát thôi ánh mắt ứng hoan hoan tràn ngập sức sát thương lườm lâm động một cái sau đó cũng lười tiếp tục dây dưa nữa bàn tay thon dài trắng như ngọc đưa ra giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ khiến cho người ta có cái cảm giác nhìn không rời ánh mắt được béo ngón tay ngọc nhỏ nhắn của ứng hoan hoan ở chỗ hư vô trước mặt tùy ý vẫy một chút lại có âm thanh trong trẻo im lặng truyền ra sau đó nhanh chóng khuếch tán ra trên bầu trời Quác! ngay khi làn sóng âm kia khuếch tán đi không lâu chỉ thấy được cách đó không xa trong một ngọn núi cực lớn xanh um một tiếng kêu lớn vang đến sau đó một con đại bàng màu xanh đen liền vỗ cánh mang theo cùng phong bay đến phía trên sân đi thôi đi nhanh về nhanh thân thể mềm mại của ứng hoan hoan khẽ động liền lướt qua thanh điêu gai tên đệ tử của đại điện và hồng điện kia nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng đi lên theo lâm động hơi chút chần chờ chắp tay chào ngộ đạo và bạch hoa một cái lúc này mới lướt lên soạt sau khi ba người lướt lên thanh điêu bàn tay ngọc của ứng hoan hoan vỗ nhẹ lên thân thanh điêu một cái con thanh điêu kia liền vỗ mạnh cánh mang theo cùng phong gào thét nhanh như thiểm điện bay vút ra trên sân bên dưới ngộ đạo nhìn theo thanh điêu đã bay xa lúc này mới quay đầu nói lần này bọn họ sẽ đi huyết nham địa ư ừm nơi đó rất hỗn loạn long xà lẫn lộn để bốn người trẻ tuổi bọn họ đi không có việc gì chứ ngộ đạo nhíu nhíu mày nói yên tâm đi không có chuyện gì đâu đạo tông chúng ta ở đó có một cái quạng mỏ nếp bàn tinh khoáng nghe nói lần này có chút dị động nghĩ lại có lẽ là yêu thú quấy phá bốn người bọn họ cũng đều là những người nổi bật trong tứ điện có lẽ có thể ứng phó được bạch hoa cười nói nghe vậy Ngộ đạo cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ có điều trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác bất an. O không o. Phía trên chân trời, thanh điêu vỗ vỗ đôi cánh lớn, cùng phong đột khởi, với tốc độ như vậy thật là có chút cảm giác nhanh như thiểm điện vậy. Lâm Động xếp bằng trên lưng rộng lớn của thanh điêu, con thanh điêu này hiển nhiên cũng không phải là con vật tầm thường, quanh thân đều có năng lượng mạnh mẽ tuôn ra, chống đỡ các luồng phong áp phía trước mặt, bởi vậy ngồi trên lưng nó sẽ không cảm giác được cùng phong ập mặt mà tới. Trên lưng thanh điêu, Ứng Hoan Hoan ngồi trước nhất, hai tên đệ tử của địa điện và hồng điện kia và nàng ta tựa hồ cũng quen biết nhau ngồi bên cạnh nàng vui vẻ trò chuyện lâm động có thể cảm thấy hai người này dường như đối với ứng hoan hoan có chút ái mộ đối với việc này lâm động cũng không thấy bất ngờ ứng hoan hoan thiên phú tuyệt hảo lại xinh đẹp đáng yêu cái loại sức sống thanh khiết đó dường như có thể cảm nhiễm được người khác cho dù là lâm động đôi khi cũng khó tránh có xúc động cho nên hai tên đệ tử này thích nàng cũng không có gì là kỳ quái ánh mắt lâm động dần dần, dần rút khỏi đám ba người ứng hoan hoan ánh mắt nhìn cánh rừng bao la bạt ngàn lùi dần về phía sau cùng với tốc độ bay cực nhanh của thanh điêu trong lòng lại không kiềm được mà nghĩ đến tiểu điêu và tiểu viêm cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi lâm động mất máy miệng hai người tiểu điêu rời đi cũng có hơn một tháng rồi nhưng từ đó đến nay lâm động lại không nhận được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến bọn họ tuy rằng hắn biết rõ tiểu điêu có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh được có chút lo lắng thói quen nhiều năm trên đường dựa vào nhau phấn đấu như vậy bây giờ đột nhiên tách ra lại khiến cho lâm động có chút không thích ứng lắm này lúc lâm động thoáng có chút thất thần đột nhiên một giọng nói trong trẻo từ phía trước truyền đến hắn ngẩng đầu lên chợt ngơ ngác một chút lúc này cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại thiếu nữ mặc áo trắng váy xanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm mái tóc đuôi ngựa đen nhánh lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của nàng đôi mắt to long lanh giống như hồ nước xinh đẹp lạ thường sao thế trong lòng thất thần vì một màn thoáng qua làm động lòng người thế nhưng rất nhanh lâm động cũng phục hồi lại tinh thần nói ngươi không hòa đồng với mọi người sao mọi người đều là sư huynh đệ ngươi như thế này sẽ làm cho người khác cho rằng ngươi rất cao ngạo bình thường đệ tử đạo tông chúng ta hành sự cũng không phải là như vậy. Ứng Hoan Hoan nói những lời chỉ đạo như thế, lại phối hợp với dung nhan thiếu nữ của nàng ta, quả thực làm cho người ta có chút buồn cười. Lâm Động cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ đây không phải là các ngươi cố tình cô lập ta hay sao, sao lại là ta cao ngạo. Lần này ra ngoài, chúng ta coi như là bạn đồng hành rồi, ngươi là người mới, ta sẽ chăm sóc ngươi một chút cũng đừng lo lắng. Cứ coi như một trận luyện tập vậy lúc ra đi ngươi tứ chi kiện toàn, khi trở về ta cũng sẽ không để ngươi mất đi một miếng thịt nào đâu. Ứng Hoan Hoan nở nụ cười dịu dàng nói. Lâm Động vuốt mũi cũng không nhịn được bật cười trong lòng đối với người con gái trước mắt có chút hảo cảm mặc dù tính cách nàng có chút tinh quái nhưng mà cũng không thực sự xấu ha ha lâm động sư đệ yên tâm đi đến lúc có chuyện chúng ta sẽ cùng chống đỡ lần này để coi như mở rộng kinh nghiệm là được rồi bên cạnh ứng hoan hoan hai tên nam tử đến từ địa điện và hồng điện cũng cùng phụ họa cười to nói chỉ có điều trong tiếng cười của bọn họ lại có thêm một chút đắc ý lâm động chỉ mỉm cười chẳng nói năng gì cả nghe nói ngươi đã luyện thành công hoang vu yêu nhãn của hoang điện rồi à ứng hoan hoan nhìn chằm chằm lâm động đột nhiên hỏi câu nói vừa dứt ánh mắt của hai tên nam tử bên cạnh cũng ngưng trọng lại một hồi hiển nhiên cũng đã nghe nói qua danh tiếng của hoang vu yêu nhãn vận khí tốt miễn cưỡng xem như là đã học được lâm động hơi chút trần chờ lúc này mới gật gật đầu ô ứng hoan hoan khẽ gật đầu cặp mắt dễ thương khẽ cục xuống đôi mắt to chớp chớp nàng vẫn còn nhớ lúc tỉ tỉ nàng nghe được tin tức này sắc mặt thể hiện khá kinh ngạc nhìn không ra sao ngươi lại có chút bản lĩnh a à, lúc đầu ta đưa ra những đánh giá về ngươi bây giờ ta thu lại những lời tự cho là đúng đó nhé ứng hoan hoan duỗi cái lưng mệt mỏi vòng eo mềm mại bị dãy đai lưng màu xanh buộc xung quanh để lộ ra đường cong mê người nàng mệt mỏi lườm lâm động một cái rồi nói nghe vậy lâm động lập tức có chút giờ khóc giờ cười ứng hoan hoan thu lại cái nàng ta đã nói tự cho là đúng đó chính là nói trên người hắn vẫn còn bị gán cái mác là nói khoác mà không biết ngượng còn cách đánh giá còn lại đợi khi ngươi lĩnh hội được đại hoang vu kinh rồi nói sau dường như biết rõ những suy nghĩ trong lòng lâm động giọng nói bay bổng của ứng hoan hoan lại truyền đến lần nữa nhìn đôi má xinh đẹp kia của nàng thiếu nữ lâm động cũng cười cười nói ta nhớ là hình như ngươi đã từng nói qua nếu như ta có thể lĩnh hội đại hoang vu kinh ngươi sẽ đáp ứng với ta bất cứ yêu cầu gì ứng hoan hoan giữ người khuôn mặt lập tức hiện lên một tia ửng đỏ chợt cắn nhẹ hàm răng ngà hung hăng trợn mắt nhìn lâm động quay người lại chỉ sợ ngươi không có tư cách nói yêu cầu này mà thôi nhìn cô nàng vẫn phát ra một chút nộ khí xinh đẹp lâm động mỉm cười xem ra nhiệm vụ lần này cũng không buồn tẻ như trong tưởng tượng a lần này nơi mà chúng ta đi gọi là huyết nham địa cách đạo tông khoảng 5 ngày lộ trình bởi vì khu vực đó vừa đúng là nơi giao nhau của một vài tông phái siêu cấp cho nên cũng trở thành khu vực hỗn loạn không ai quản lý thậm chí một vài tông phái còn niêm yết danh sách truy nã những kẻ hung sát cường hãn ở nơi đó gọi là tông phái thông tập bảng thường xuyên xuất hiện ở nơi đó nữa thanh điêu lướt qua chân trời xanh thẳm trên lưng thanh điêu đó ứng hoan hoan cùng ba người lâm động đang nói đến tin tức có liên quan đến nhiệm vụ lần này tông phái thông tập bảng thân thể lâm động khẽ rung nhẹ một cái trong khoảng thời gian ở hoang điện này hắn cũng đã có chút hiểu biết đối với đông huyền vực mà cái loại tông phái thông tập bảng này là do một vài tông phái siêu cấp liên thủ phát hành những người có thể đăng tên trên danh sách này không ai không phải là kẻ có thủ đoạn kinh người đẳng cấp thực lực cao siêu tiền bối chu thông năm đó đã từng được đăng trên tông phái thông tập bảng này hơn nữa còn là danh xứng với thực đứng ở đầu bảng đương nhiên đây là do nguyên môn tự mình tuyên bố về sau dưới sự phản đối của đạo tông chúng ta nên đã hủy bỏ rồi lâm động ngạc nhiên chợt sở khóc giờ cười vị tiền bối chu thông này thật đúng là đi đến đâu cũng không an định sau khi đến đạo tông việc hắn nghe được nhiều nhất e rằng là đủ loại công tích vĩ đại của vị tiền bối này nhưng mà bởi vì vậy cũng có thể nhìn ra được điểm đáng sợ của những kẻ ở trên tông phái thông tập bảng này có thể sau khi đắc tội với một vài tông phái siêu cấp vẫn có thể sống được tiêu tiêu sái sái không chút bản lĩnh thực sự thật đúng là rất khó làm được chuyện này cho nên đi đến huyết nham địa lần này cố gắng đừng gây thêm chuyện tuy rằng chúng ta là đệ tử của đạo tông nhưng mà nơi long địa hỗn tạp huyết nham địa này uy áp của các tông phái siêu cấp đối với bọn họ mà nói cũng giảm xuống không ít đâu ứng hoan hoan mở to mắt nhìn lâm động khuyên bảo lâm động bất sắc dĩ nhất miệng bị một nha đầu không cách biệt tuổi lắm chỉ giáo như vậy thật là làm cho hắn cảm giác có chút quái dị. Đạo tông chúng ta có một cái quặng mỏ nếp bàn tinh khoáng ở chỗ đó, dạo này ở đó có chút động tĩnh, quấy nhiễu đến sự khai thác quặng mỏ. Mà nhiệm vụ của chúng ta là xem xét đó là chuyện gì có lẽ chỉ là yêu thú quấy phá mà thôi, nhiệm vụ này cũng không quá khó khăn. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì khoảng nửa tháng là có thể trở về. Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động khẽ gật đầu, đối với nếp Bàn tinh khoáng hắn cũng có biết một chút cái này cũng không khác biệt mấy với nếp Bàn đan, trong đó không chỉ bao hàm nguyên lực thiên địa thuần khiết, mà còn có trộn lẫn Niết Bàn khí, cái loại tinh khoáng này đối với các đại tông phái siêu cấp mà nói đều là tài nguyên rất quan trọng bởi vì những đan hà bên trong các tông phái đó mỗi năm đều cần bổ sung một lượng lớn nếp bàn tinh khoáng nếu không đan hà sớm muộn gì cũng sẽ dần dần khô kiệt ha ha có hoan hoan tiểu sư tỷ dẫn đầu có lẽ nhiệm vụ lần này cũng không có gì khó khăn chúng ta cứ coi như ra ngoài du lịch một chuyến thôi huyết nham địa tuy hỗn loạn nhưng đấu giá hội ở trong này lại tương đối phát đạt các loại kỳ vật đều có thể gặp phải đến lúc đó nói không chừng chúng ta cũng có thể đi quan sát một chút bên cạnh ứng hoan hoan tên mặc áo trắng cũng mở miệng cười nói. Qua cuộc chuyện trò trên đường đi, Lâm Động đã có chút hiểu biết về hai người này nam tử áo trắng, tên là Khương Côn, chính là một đại đệ tử thân truyền trong địa điện. Thực lực ở vào thất nguyên niết bàn còn nam tử áo đen kia tên là Viên Lăng, là đại đệ tử thân truyền của Hồng Điện, thực lực tương đương với Khương Côn. Chuyến đi này trong số bốn người bọn họ, nếu như nhìn từ bề ngoài, thực lực ứng hoan hoan hẳn là mạnh nhất. Nguyên lực phát ra trên toàn thân nàng mạnh hơn hẳn hai người Khương Côn, có lẽ là đã đạt đến cấp độ thất nguyên niết bàn đỉnh phong mà còn không biết vì sao. Trên người nàng, lâm động mơ hồ cảm thấy một chút ba động không tầm thường có thể thấy thiếu nữ trước mắt này chắc có lẽ không chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài vậy lâm động cười cười cũng có chút thả lòng trong lòng dù sao thì sau khi đến đông huyền vực hắn vẫn chưa ra ngoài lần này cứ coi như tìm hiểu sự đời vậy o không o huyết nham địa cách đạo tông một đoạn không ngắn mặc dù là tốc độ bay của thanh điêu cũng rất nhanh nhưng lộ trình này vẫn mất thời gian khoảng 5 ngày như cũ Sang sớm ngày thứ sáu bọn họ mới đến nơi ngồi trên lưng thanh điêu lâm động bỗng có chút cảm ứng hắn ngẩng đầu lên Ánh mắt trông về phía xa chỉ thấy được ở nơi xa xôi phía trước vốn dĩ là rừng cây xanh um đột nhiên chấm dứt, một mảng lớn hỏa hồng sắc bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra. Cái màu sắc hỏa hồng đó giống hệt như là mặt đất bị máu tươi thấm đẫm vậy, một loại mùi vị hung sát nhàn nhạt, nhạt từ khắp mặt đất bốc lên. Lúc tiếp cận phiến địa vực này, Lâm Động có thể cảm nhận được khí tức của thiên địa xung quanh mình trở nên hỗn tạp, những luồng khí tức này phần lớn đều ẩn chứa một tia hung khí tại một vài chỗ tối tăm, cũng có những ánh mắt có chút hung sát và âm u lạnh lẽo nhìn về phía đầu thanh điêu đang bay qua trên bầu trời. Đây đúng là một địa phương bất thiện a. À lâm động nhíu mày trong lòng toát ra ý nghĩ này xem ra nơi này đúng như những gì ứng hoan hoan nói là nơi rất hỗn loạn đến huyết nham địa rồi chỗ gần đầu của thanh điêu ứng hoan hoan cũng duỗi nhẹ tấm lưng mệt mỏi chợt cười dịu dàng mà nói đi chỗ quặng mỏ trước đi đạo tông chúng ta có đệ tử đóng ở đó đối với những lời của nàng hai người khương côn tự nhiên sẽ không phản đối lâm động mới đến cũng chưa quen thuộc đường đi cho nên phần lớn quyết định đều do ứng hoan hoan tự định lấy lúc này bàn tay trắng nõn của ứng hoan hoan vỗ nhẹ thanh điêu liền vỗ mạnh hai cánh cực lớn chuyển phương hướng tốc độ nhanh chóng nhanh hơn. Lần bay này chỉ mất nửa giờ, sau đó Lâm Động liền nhìn thấy một sơn mạch đỏ thẫm hiện ra trong tầm mắt bên trong sơn mạch, lờ mơ có thể nhìn thấy một vài kiến trúc và bóng người nghiêng nghiêng. Ứng Hoan Hoan dường như không xa lạ với nơi này, chỉ nghiêng mắt nhìn phía bên dưới, sau đó liền chỉ huy thanh điêu giảm tốc độ lại, cuối cùng lượn vòng trên một đỉnh núi, rồi từ từ đáp xuống. Địa điểm mà bọn họ đáp xuống vừa khéo là trên một bãi đá, sau khi thanh điêu đáp xuống không lâu, cách đó không xa có một âm thanh xé gió truyền đến, sau đó mười mấy bóng người lướt đến, nhìn huy hiệu trước ngực bọn họ, hiển nhiên đều là đệ tử của đạo tông. Mười mấy người lướt đến đó lúc nhìn thấy ứng hoan hoan, sự cảnh giác vốn có trên khuôn mặt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một sắc mặt cung kính. Hoan hoan, đứng đầu mười mấy người kia là một cô gái với dáng vẻ mềm mại nhỏ nhắn, tuy rằng dung mạo của nàng ta không xinh đẹp bằng ứng hoan hoan, nhưng lại có một khí chất nhu hòa lúc nàng ta nhìn thấy ứng hoan hoan, trên gương mặt có chút mừng rỡ, xem bộ dạng này hiển nhiên là quen biết với ứng hoan hoan. Hi hi, phương tỷ. Lúc ứng hoan hoan nhìn thấy cô gái kia, cũng cười hì hì tiến đến. Phương tỷ, đây là các đệ tử theo muội đi lần này, Khương côn bọn họ tỷ cũng biết rồi, tên này là đệ tử mới gia nhập của Hoang Điện, gọi là Lâm Động. Sau khi ứng Hoan Hoan nói chuyện với cô gái mà nàng ta gọi là Phương tỷ, những ngón tay nhỏ nhắn liền chỉ về hướng Lâm Động. Đệ tử mới gia nhập của Hoang Điện sao? Nghe vậy, vị Phương tỷ kia hiển nhiên có chút ngạc nhiên, ánh mắt quan sát Lâm Động, hồ nghi nói. Chỉ là ngũ nguyên nếp bản sao. Nói đến khu vực huyết nham điện này thì tương đối hỗn loạn, thông thường những đệ tử mà đạo tông bọn họ phái đến đây thực lực tương đối mạnh, giống như Lâm Động cái loại này lại rất ít thấy đương nhiên không chỉ là có phương tỷ ngay cả những đệ tử đạo tông theo bên cạnh nàng cũng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm lâm động hiển nhiên không rõ vì sao lần này đạo tông lại phái đến đây một đệ tử mới gia nhập yếu đuối như thế tỷ cũng chớ xem thường tên gia hỏa này hắn gia nhập hoang điện chưa đầy một tháng đã trở thành đại đệ tử thân truyền của hoang điện ngay cả tưởng hạo cũng không làm gì được hắn ứng ừ hoan hoan hiển nhiên cũng biết rõ những gì trong lòng phương tỷ suy nghĩ liền thấp giọng nói bên tai nàng ta à phương tỷ thoáng biến sắc thời gian chưa đến một tháng đã đã thăng tiến làm đại đệ tử thân truyền sao tốc độ này khó tránh có chút khủng bố xem ra lâm động này có lẽ cũng có chút bản lĩnh a à. đây là nguyên phương sư tỷ cũng là đệ tử thân truyền của thiên điện bọn ta vùng khoáng sản này đều là do tỷ ấy quản lý ứng hoan hoan cười nói với lâm động bài kiến nguyên phương sư tỷ lâm động chắp tay chào cô gái kia tuy rằng với thân phận đại đệ tử thân truyền hoang điện của hắn căn bản không cần xưng hô nàng ta là sư tỷ nhưng lâm động hiển nhiên cũng không cho rằng làm vậy sẽ tổn hại thể diện hắn lâm động sư đệ khách khí rồi sương hô của lâm động khiến cho thần sắc trên gương mặt của phương tỷ trở nên hòa nhãn hơn một chút hiển nhiên là bởi vì hắn cung kính đối với nàng cũng làm cho nàng nảy sinh một chút hào cảm phương tỷ mau dẫn bọn muội đi xem vấn đề xuất hiện lần này đi nếu như lại là những yêu thú đáng ghét kia vậy thì đừng trách tiểu cô nãi nãi muội đây hạ độc thủ bàn tay trắng như ngọc của ứng hoan hoan hung hăng nắm chặt trước mặt cử chỉ đó phối hợp với dung nhan xinh đẹp của nàng khiến cho mọi người không nhìn được cười rộ lên một trận nguyên phương cũng cười nhẹ vỗ vỗ chiều mến cái đầu nhỏ của ứng hoan hoan chợt ánh mắt nàng ta ngừng lại một chút nói vấn đề lần này có chút cổ quái ta dẫn các người đi xem trước vậy nói xong nàng cũng quay người lướt đi đám người ứng hoan hoan lâm động cũng lập tức đi theo lúc bọn người lâm động vừa mới biến mất tại khu vực này ở một đỉnh núi âm u xa xa cũng có một đôi mắt u ám dần dần mất hút vùng quạng mỏ của chúng ta đây là khu quạng mỏ có diện tích minh mông nhất trong huyết nham địa những đệ tử đóng ở đây ước chừng có khoảng hơn trăm người đương nhiên số lượng này đối với cái nơi hỗn loạn như huyết nham địa này không được coi là nhiều nhưng mà cũng may tên tuổi đạo tông chúng ta cũng không tệ bình thường cũng sẽ không có người hoặc là thế lực nào đuôi mù không biết mà đánh chủ ý với chúng ta. Vùng trời phía trên quạng mỏ đỏ thẫm, có mười mấy bóng người lướt qua, Nguyên Phương ở vị trí phía trước, chậm rãi giới thiệu cho bọn người Lâm Động tất cả vùng quạng mỏ thuộc về đạo tông bọn họ. Cả người phi hành ở giữa không trung, ánh mắt của Lâm Động cũng không ngừng đảo nhìn xung quanh kể ra thì phòng ngự của nơi này cũng coi như nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng có người từ không trung lướt ngang qua, cảnh giới quan sát mọi động tĩnh xung quanh quặng mỏ. Diện tích vùng nếp bàn tinh khoáng này vượt quá sự tưởng tượng của Lâm Động rất xa, năm đó lúc ở trấn Thanh Dương, hắn cũng từng phát hiện qua quặng mỏ dương nguyên thạch có điều nơi đó so với nơi này ngay cả một góc cũng không bằng sau khi nguyên phương dừng lại một hàng người cũng dần dần tiến sâu vào quặng mỏ màu sắc nơi đây so với bên ngoài càng trở nên đỏ thẫm cả vùng đại địa dường như muốn bố cháy lên vậy thaotg nhìn cực kỳ kỳ dị bóng nguyên phương lướt qua đột nhiên hạ xuống trên một tảng đá nhô cao sau đó ánh mắt nhìn về phía trước phía sau nàng ta mọi người ứng hoan hoan lâm động cũng nhanh chóng hạ người xuống ánh mắt trông về phía xa phía trước thạch phong là một mảng rừng rậm đỏ thẫm trong rừng rậm đại thụ mọc san sát nhau những chiếc lá màu đỏ lửa bị cơn gió nhẹ thổi đi lập tức vũ động ảo ảo hệt như một biển lửa ánh mắt lâm động đảo qua rừng rậm đỏ thẫm chợt ánh mắt ngừng lại dựa vào tinh thần lực hắn có thể cảm nhận được trong rừng rậm kia lại có đến mấy chục luồng khí tức những khí tức này tràn ngập sự thô bạo và hung sát hơn nữa mỗi luồng khí tức đều cực kỳ dũng mãnh e rằng không thu kém chút nào người đã bước chân vào ngũ nguyên niết bản. yêu thú sao lâm động nhìn về phía nguyên phương hỏi hỏa tinh yêu viên một loài yêu thú trong huyết nham địa cực kỳ khó đối phó một khi xuất hiện đều là tụ tập thành đàn hơn nữa thực lực mỗi con đều vô cùng hung hãn ở đây tối thiểu có không dưới 40 con nếu như thực sự phải ra đấu cho dù có thể đuổi bọn chúng đi chăng nữa thì đệ tử của chúng ta ở đây e rằng cũng sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng nguyên phương nhấn mạnh nói nhiều hỏa tinh yêu viên thế sao khương côn và viên lăng ở bên cạnh cũng kinh ngạc tuy rằng bọn họ đều là người đã bước chân vào thất nguyên niết bàn nhưng với số lượng nhiều thế này cũng tương đối nan giải phương tỷ trước kia vùng lân cận khu vực này có lẽ không có hỏa tinh yêu viên xuất hiện thì phải bây giờ sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như thế ứng hoan hoan cho mày hỏi điều này ta cũng không rõ lắm hơn nữa những hỏa tinh yêu viên này thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu chúng ta khai thác quặng mỏ ta cũng là bị bức đến mức hết cách nên mới gửi tin tức về đạo tông nguyên phương lắc lắc đầu nói trong cánh rừng kia có lẽ có thứ mà bọn chúng cảm thấy hứng thú lâm động đột nhiên lên tiếng hắn nhìn thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía hắn tiếp tục nói yêu thú cực kỳ nhạy cảm đối với năng lượng của thiên địa bọn chúng sẽ không tập trung vô duyên vô cớ, chắc chắn là có mục đích nào đó. Cánh rừng này trước kia chúng ta đã dò xét qua, cũng không có phát hiện bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Nguyên Phương cho mày nói, trước kia không có, cũng không có nghĩa là bây giờ cũng không có. Lâm Động giang tay ra nói, bây giờ e rằng phải đi vào một chuyến mới biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào cánh rừng đỏ thẫm ở phía xa chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nguyên lực thiên địa ở đó dường như có dấu hiệu hỗn loạn cực kỳ mịt mờ đi vào đó ư những hỏa tinh yêu viên trong đó không dễ đối phó đâu nguyên phương nói mọi người khương côn ở bên cạnh cũng gật gật đầu muốn xông qua hết số lượng hỏa tinh yêu viên phong tỏa nhiều như thế là chuyện không đơn giản hơn nữa không ai biết được bên trong cánh rừng rậm kia rốt cuộc còn có những gì nữa lâm động hơi nhíu cặp mày nếu như cứ xông thẳng vào thì có thể được nhưng mà bọn họ ở đây có đủ tư cách đó e rằng cũng chỉ có bốn người bọn họ mà thôi giao cho ta đi hà tất gì phải tranh cãi với những tên đần này trong lúc lâm động đang trầm ngâm ứng hoan hoan kia đã chậm rãi bước đi nhẹ giọng cười nói lâm động kinh ngạc một chút nhìn đôi mắt to đen nhánh sáng ngời của thiếu nữ kia cũng không nói thêm gì cả hắn sẽ không bởi vì tuổi tác nhỏ của nàng ấy mà có chút gì khinh thường gì có thể trở thành đại đệ tử thân truyền của thiên điện nếu nói ứng hoan hoan không có chút bản lĩnh thực sự e rằng kẻ ngốc cũng sẽ không tin thân thể mềm mại của ứng hoan hoan khẽ động đã nhẹ lướt đi chốc lát sau đã xuất hiện giữa khâu trung phía trên cánh rừng giơ đôi tay ngọc ra một luồng nguyên lực như lụa trực tiếp đánh vào trong rừng rậm hống nguyên lực vừa nổ tung trong rừng rậm lập tức một tiếng gào thét phẫn nộ trộn lẫn với hung sát liền vang vọng lên sau đó chỉ nghe thấy từng trận xé gió vang lên mười mấy bóng đỏ cực lớn mang theo khí tức hung sát khắp người đã xuất hiện trên những gốc cổ thụ gần đó ánh mắt hỏa hồng sắc hung hăng nhìn chằm chằm vào ứng hoan hoan đang phiêu phủ giữa không trung lúc này lâm động cũng nhìn rõ được hình dạng của những hỏa tinh yêu viên này hình thể bọn chúng ước chừng cao mấy trượng toàn thân một màu đỏ chót nhìn qua giống như là có một tầng tinh thạch bao vây lấy một cỗ năng lượng cùng bạo không ngừng từ trong thân thể bọn chúng cuồn cuộn tuôn trào ra ứng hoan hoan huyền phù giữa không trung ở trên cao liếc mắt nhìn những hỏa tinh yêu viên bên dưới này, lại nở nụ cười duyên một cái, duỗi đôi tay thon dài ra, khẽ vụt qua hư vô phía trước mặt. Cùng với bàn tay ngọc ngà lướt qua kia, mơ hồ có từng luồng năng lượng màu xanh nhạt hội tụ mà đến, thoạt nhìn, đúng là có vài sợi dây đàn màu xanh. Tinh tàng. Bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan nhẹ nhàng gảy lên những sợi dây đàn, lập tức từng tiếng đàn du dương từ dưới đầu ngón tay ngọc ngà thong thả huyền phù mà ra. Đồng tử của Lâm Động dừng lại nhìn vào các đầu ngón tay của Ứng Hoan Hoan, nơi phát ra tiếng đàn kỳ quái kia lúc tiếng đàn truyền vào tai hắn tinh thần hắn lại xuất hiện một chút gì đó mơ hồ, lập tức trong lòng đột nhiên dùng mình nguyên lực tuôn trào, trực tiếp che hai tay lại ngăn cách với tiếng đàn kia. sóng âm công kích. trong mắt lâm động lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn hiển nhiên là không ngờ ứng hoan hoa này lại có thể lấy tiếng đàn làm thủ đoạn công kích cái loại thế tính công bằng sóng âm này, thật sự có chút làm cho người ta khó mà đề phòng cho được. thình thịch, thình thịch. trong lúc lâm động còn đang kinh ngạc, đám hỏa tinh yêu viên ở trong cánh rừng kia, hai mắt vốn hung sát vào lúc này lại nhắm lại sau đó từng con một rơi xuống sau khi rơi thẳng xuống đến mặt đất cả người đều run rẩy xem bộ dạng này không ngờ toàn bộ đều bị ứng hoan hoan thôi miên cả rồi đã xong kết thúc công việc ứng hoan hoan thấy thế khóe môi hơi nhếch lên lúc này mới gạt bỏ những sợi dây đàn trước mặt quay người nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia của lâm động trong lòng lập tức đắc ý tiểu tử xem ngươi luôn làm bộ điềm tĩnh trước mặt ta ha lợi hại lâm động nhịn không đê gật gật đầu trong lòng đối với ứng hoan hoan này lại lần nữa xem trọng hơn không ít đây là lần đầu tiên hắn thấy có người lại có thể dung hợp nguyên lực và tiếng đàn nghĩ đến cho dù là hắn nếu như chính diện đối mặt với loại công kích này của ứng hoan hoan có lẽ cũng sẽ cảm thấy có chút khó khăn đi thôi chúng ta vào rừng xem xem rốt cuộc là thứ gì đã dẫn những tên đó đến ứng hoan hoan vẫy vẫy tay rất có dáng điệu của một đại tỷ dẫn đầu sau đó xung phong đi trước trực tiếp lao về hướng rừng rậm đỏ thẫm kia phía sau nàng đám người lâm động cũng nhanh chóng bám theo một đoàn người trực tiếp xông vào trong rừng rậm bởi vì không có sự ngăn cản của đám hỏa tinh yêu viên kia cho nên bọn họ tương đối thuận lợi tiếp cận khu vực trung tâm bên trong rừng rậm phốc bóng dáng của lâm động đáp trên một cành cây sau đó lại cho mày lần nữa từ sau khi vào khu rừng này hắn đã cảm thấy cái loại dấu hiệu của sự hỗn loạn bên trong nguyên lực thiên địa Ngoại nguồn của cái loại hỗn loạn đó dường như ở không xa phía trước lâm động ngẩng đầu sau đó liền nghe thấy ứng hoan hoan ở phía trước phát ra tiếng hô kinh ngạc trong lòng lập tức tim đập mạnh Thân hình bay vọt ra thân ảnh chỉ lóe lên mấy lần đã xuất hiện bên cạnh nàng ta còn ứng hoan hoan lúc này đang mở to đôi mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước. Phía trước bọn họ là một vùng đất màu đỏ, chỉ có điều mặt đất lúc này đã bị nứt ra, một gốc cây màu đen chui từ dưới đất lên. Trên thân cây cứng cáp ấy, cành lá nằm ngang dọc, lóe ra màu sắc cứng rắn như sắt thép lạnh như băng vậy. Trên gốc cây đó, có thể nhìn thấy một số phù văn cổ xưa dường như do tự nhiên hình thành, trong lúc mơ hồ, một loại ba động không tầm thường từ trên gốc cây đó lặng yên phát ra. Hơn nữa điều khiến cho người ta chú ý nhất là trên gốc cây màu đen đó có treo năm quả thực thuần một màu đỏ thẫm giống như đang bốc cháy vậy những quả thực kia đang lung lay sắp rơi dường như sắp rơi xuống vậy đây là đồng tử của lâm động có chút co rút lại mặc dù hắn không biết thứ này nhưng nhìn từ cái loại ba động đó thứ này tuyệt đối không tầm thường tiên nguyên cổ thụ bàn tay trắng như ngọc của ứng hoan hoa nhẹ nhàng đưa lên che miệng lại trong đôi mắt to ẩn chứa đầy vẻ kinh hoàng cái thứ này sao lại xuất hiện ở đây vẻ mặt hai người bọn khương côn cũng ngơ ngác trợn mắt há hốc miệng mồm lẩm bẩm nói. Trong rừng rộng, hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị gốc cây màu đen chui ra từ dưới đất kia hấp dẫn. Ứng Hoan Hoan vô cùng kinh hỉ nhìn chằm chằm vào gốc cây màu đen kia, chợt lại nhị không được muốn tiến lại gần nhưng mà ngay lúc nàng bước lên được mấy bước, thì sắc mặt Lâm Động ở bên cạnh lại đột nhiên kịch biến, vột vàng chộp lấy cổ tay trắng như ngọc của nàng ta, thân hình rất nhanh lùi lại phía sau. Ầm, ngay trong nháy mắt khi Lâm Động túm lấy tay Ứng Hoan Hoan phóng lùi lại, nơi bọn họ vừa đứng đột nhiên nứt ra một cái khe lớn, một bàn tay to lớn hòa hồng sắc mạnh mẽ đập nát mặt đất sau đó một cái bóng màu đỏ to lớn từ dưới lòng đất lao vút qua rơi đến ngay bên cạnh gốc cây màu đen kia lâm động mang theo ứng hoan hoan rơi xuống một gốc đại thụ gần đó sau đó ánh mắt nhìn về phía đám bụi đất tung bay đằng kia ở nơi đó là một con vượn khổng lồ hung sát khắp cả người đều đỏ rực như hỏa diễm đang đứng luồng khí hung sát dâng lên cuồn cuộn ngất trời giống như gió lốc vậy thổi quét ra khắp nơi xung quanh hỏa tinh viên vương ngay khi ứng hoan hoan nhìn thấy cái đầu hỏa viên có màu sắc tuyệt đối không giống với những hỏa tinh yêu viên trước kia khuôn mặt xinh đẹp cũng khẽ biến đổi bụi đất tung bay mù mịt trong rừng rậm lúc này ánh mắt của đám người lâm động đều xuyên thấu qua tầng bụi đất dừng lại trên người con vật to lớn ở ngay phía trước không xa thân hình cực lớn đó có chút giống với hỏa tinh yêu viên trước đó chỉ có điều là to lớn hơn rất nhiều màu sắc toàn thân cũng đậm hơn nhìn từ xa giống như là đang mặc một kiện tinh giáp bằng lửa đỏ cực dày hơn nữa trong đôi mắt hỏa hồng sắc của đầu yêu viên này lại có loại khí tức xào trá và hung sát giống như con người tuôn tràn ra vừa nhìn đã biết nó có linh trí không thấp hỏa tinh viên vương sao ánh mắt của lâm động cũng vì tiếng hô nhỏ của ứng hoan hoan mà có chút dừng lại từ trên mình của đầu yêu viên này hắn có thể cảm thấy một thứ năng lượng cực kỳ cùng bạo tuôn ra hẳn là thực lực của nó e rằng vượt rất xa những hỏa tinh yêu viên tầm thường kia không ngờ ngay cả hỏa tinh viên vương này cũng xuất hiện rồi cái tên này ở huyết nham địa cũng có chút tiếng tăm chỉ có điều từ trước đến nay đều tu luyện nơi thâm sơn không ngờ lần này lại xông vào nơi này của chúng ta ánh mắt của nguyên phương lạnh lùng nhìn đầu quái vật khổng lồ khí thế hung sát đằng kia lạnh giọng nói hoan hoan không sao chứ lúc này hai người bọn khương côn viên lăng cũng lướt đến bên cạnh lâm động sau đó nhìn ứng hoan hoan không ngớt lời hỏi han không sao ứng hoan hoa nhìn về phía lâm động chân chừ một lúc vừa định tỏ vẻ cảm ơn hắn vừa ra tay cứu giúp nhưng không ngờ lâm động đã chủ động khoát tay rồi sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm hỏa tinh viên vương cách đó không xa bộ dáng này làm cho ứng hoan hoan không nhịn được khẽ nguyết dài một cái cút đi hết cho bổn vương đồ vật này là do lão tử phát hiện trước ở phía trước bàn tay to lớn của hỏa tinh viên vương hung hăng phất mạnh một cái về phía trước mặt Cùng phong nhất thời nổi lên thổi tan bụi đất mờ mịt cặp mắt hỏa hồng sắc hung sát nhìn chằm chằm về phía đám người lâm động trong miệng lại phát ra âm thanh đầy sắc khí hung hãn đã tu luyện đến cấp bậc này linh trí của hỏa tinh viên vương này hiển nhiên đã không kém gì nhân loại nếu không phải bởi huyết mạch của nó không được tính là tinh thuần e rằng sớm đã có thể biến thành hình người rồi buồn cười toàn bộ vùng quặng mỏ này trước giờ là thuộc sở hữu của đạo tông chúng ta những vật ở nơi này lúc nào đến phiên ngươi nhúng mũi vào chứa hỏa tinh viên vương nếu như ngươi biết điều thì sớm hãy mang những tộc nhân của ngươi trở về trên núi đi nếu không đến lúc đó những cường giả của đạo tông chúng ta đến đây bao nhiêu năm tu luyện gian khổ của ngươi e rằng phải trôi theo dòng nước rồi nguyên phương cười lạnh nói hắc hắc lão tử sống từng ấy năm có chuyện gì mà chưa từng thấy qua đừng đem đạo tông ra mà hù lão tử muốn lão tử ngoan ngoãn rút lui dựa vào những mao đầu tiểu tử các ngươi e rằng chưa đủ tư cách đâu hai mắt hỏa tinh viên vương lóe lên chợt lạnh lùng cười nói khẩu khí lớn thật trong đôi mắt to của ứng hoan hoan cũng xẹt qua một tiên nộ khí nói tên to con nhà ngươi cũng chỉ mới là cấp bậc thất nguyên niết bàn mà thôi không có tư cách bừa bãi như vậy trước mặt bọn ta tuy rằng từ trước đến nay sức chiến đấu của yêu thú vốn lớn mạnh hỏa tinh viên vương này tuy chỉ là thất nguyên niết bàn thế nhưng nhìn khí thế của nó hiển nhiên có sức chiến đấu không kém gì cường giả bát nguyên nếp bàn cho dù là vậy nhưng bọn họ ở nơi này nếu như kể cả lâm động kẻ có sức chiến đấu vượt xa đẳng cấp thể hiện bề ngoài thì cũng có bốn kẻ đạt đến thất nguyên nếp bàn bốn người liên thủ e rằng hỏa tinh viên vương cũng chẳng lấy được chỗ tốt nào cả lâm động tiên nguyên cổ thụ kia chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được vừa mới nói dứt lời ánh mắt ứng hoan hoa nhìn về phía lâm động cặp môi thanh tú nhẹ nhẹ động đậy liền có âm thanh rất nhỏ truyền đến bên tai lâm động vật kia rất hiếm thấy sao lâm động hỏi lại một câu Đối với tiên nguyên cổ thụ này, hắn không hiểu rõ lắm. Đúng vậy, hơn nữa thứ đó đối với một tông phái mà nói, có tác dụng cực lớn tiên nguyên cổ thụ này có thể tự động hấp thụ năng lượng của thiên địa, từ đó ngưng tụ thành quả thực cái loại quả thực này đối với việc tu luyện của những đệ tử ở cấp độ này như chúng ta có lợi ích cực kỳ to lớn. Lâm động liếc mắt nhìn năm cái quả thực màu đỏ thẫm treo trên gốc cây màu đen kia từ bề mặt của chúng hắn quả thực có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ hùng hồn chẳng qua, với số lượng ít ỏi như thế này, đối với một tông phái siêu cấp mà nói có phải là muối bỏ biển hay không? Tiên nguyên cổ thụ mà chúng ta nhìn thấy trước mắt có lẽ chỉ là trạng thái cây con. Ta không xác định bên trong nó có hạt giống tồn tại hay không, nếu như có hạt giống thì giá trị của nó sẽ tăng vọt lên gấp trăm lần. Hạt giống? Ánh mắt Lâm Động Ngưng trọng lại. Trong nguyên môn cũng có một gốc tiên nguyên cổ thụ, nhưng mà gốc cổ thụ đó trải qua sự chăm sóc của bọn họ, đã sớm thành thục nghe nói giờ đây to lớn ngàn trượng, mỗi lần cây cổ thụ kết quả, có thể thu được mấy ngàn tiên nguyên cổ quả, mà các đệ tử nguyên môn có thể mạnh hơn so với các tông phái khác, tác dụng của tiên nguyên cổ thụ không thể thiếu được. Hàm răng ứng hoan hoan khẽ cắn môi, trong lúc này khuôn mặt xinh đẹp ấy đã trở nên ngưng trọng dị thường trong lòng lâm động giật này mình mỗi một lần kết quả là mấy ngàn quả sao nếu đúng là như vậy bút tích kia thực sự có chút khủng bố nhưng mà muốn chăm chút một gốc tiên nguyên cổ thụ đạt được đến mức như thế thì tâm huyết phải trả e rằng cũng hết sức đáng sợ với lực lượng một người e rằng căn bản không thể làm được đâu nếu như trong tiên nguyên cổ thụ này thật sự có hạt giống vậy thì việc này truyền về đạo tông có lẽ tầng lớp cao tầng cũng đều sẽ chấn động không nhỏ lâm động thì thào lẩm bẩm một khắc sau hắn dường như nghĩ ra được điều gì sắc mặt thoáng chốc nghiêm nghị hẳn lên. Hà giống một khi đã quý giá như thế, nếu như tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động cả khu vực này, huyết nham địa này cũng không phải vùng đất lành. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm nơi này, nói không chừng còn có hung đồ âm thầm ra tay cướp đoạt, ngay cả sức uy hiếp của đạo tông cũng suy giảm đi rất nhiều. Với bản lĩnh của bọn đệ tử này, có lẽ rất khó chấn áp được những hung đồ vô pháp vô thiên ở huyết nham địa kia. Lâm Động nghiêng đầu, vừa lúc ứng hoan hoan cũng nhìn chằm chằm về phía hắn bên trong đôi mắt to đen nhánh ấy ẩn chứa một sự ngưng trọng nặng nề hiển nhiên bọn họ đều không ngờ vốn cho rằng chỉ là một lần nhiệm vụ rèn luyện thông thường kết quả lại đột nhiên trở nên phiền phúc như thế này lâm động mấp máy môi sau đó ạm mắt cục xuống dùng giọng nói mà chỉ mấy người bọn họ có thể nghe được nói khẽ đã như vậy viên vương này không thể thả đi được giọng nói của lâm động rất khẽ nhưng trong lòng bọn người ứng hoan hoan khương côn lại đột nhiên nhảy lên một chút trong lời nói của hắn bọn họ có thể nghe thấy trong đó ẩn chứa một tia sát ý lạnh buốt thấu xương Mấy người thoáng im lặng thật ra bọn họ cũng hiểu rõ, nếu như thả Hỏa Tinh viên vương này đi, sau khi tin tức về tiên nguyên cổ thụ xuất hiện truyền ra sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho bọn họ, nhưng lúc này bọn họ vẫn không có cách gì chỉ trong chốc lát, trong lòng có thể sinh ra một cỗ sát ý vô tình dù sao bọn họ cũng chưa từng có được kinh nghiệm loại này như Lâm Động. Lâm Động nói không sai, không thể thả hắn đi được. So với ba người bọn ứng Hoan Hoan, Nguyên Phương hiển nhiên muốn lộ vẻ thành thục hơn nhiều, ánh mắt chợt lóe lên, gật gật đầu. Nghe thấy Nguyên Phương nói như thế, ứng Hoan Hoan cũng khẽ cắn nhẹ hàm răng quyết định thật nhanh mà nói khương côn viên lăng hai người các ngươi ra tay chính diện trận nó lại lâm động ngươi hiệp trợ bên cạnh phương tỷ an bài đệ tử phong tỏa khu vực này lại tuy rằng ứng hoan hoan từng nghe nói qua chuyện lâm động và tưởng hạo giao thủ không rơi xuống hạ phong nhưng cũng không sắp xếp để hắn ở vị trí trước tiên nói cho cùng hỏa tinh viên vương trước mắt này thực lực có thể mạnh hơn nhiều so với tưởng hạo một chút sơ sẩy có lẽ sẽ bị trọng thương nghe được sự sắp xếp của ứng hoan hoan lâm động cũng không nói thêm gì chỉ nhìn về phía nguyên phương khẽ nói phương tỷ lúc trước những tên hỏa tinh yêu viên bị thôi miên ấy cũng không nên để chạy một tên nào nhìn khuôn mặt trẻ tuổi mà cực kỳ bình tĩnh đó của lâm động trong lòng nguyên phương cũng kinh ngạc một trận hiển nhiên là cũng không ngờ với tuổi tác của hắn như thế nhưng mà tâm tư lại cẩn thận và tàn nhẫn đến như vậy còn may hắn chính là đệ tử của đạo tông bọn họ nếu không e rằng thực sự khiến người ta có chút ăn ngủ không yên lâm động sư đệ ngươi ngăn chặn viên vương đó từ bên cạnh là được phần còn lại cứ giao cho chúng ta là được khương côn phất ống tay áo cười nói rất có sự quyết đoán động thủ một tiếng quát nhẹ đột nhiên phát ra từ miệng ứng hoan hoan ngay sau đó nguyên lực hùng hậu đột nhiên từ bên trong cơ thể hai người khương côn bùng phát ra chợt thân hình bọn họ nhanh như tia chớp lướt đi khí tức sắc bén lập tức bao phủ toàn thân hỏa tinh viên vương cách đó không xa lúc hai người khương côn động thủ thân thể ứng hoan hoan cũng nhảy lên rơi lên một cấy đại thụ đôi tay ngọc vẫy vẫy một cây đàn tranh toàn thân một màu xanh giống như phỉ thúy thoáng hiện ra sau đó một trận ba động làm cho lâm động cảm thấy kinh ngạc từ trên cây đàn tranh cổ xưa chầm chậm khuếch tán ra Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!